đẩy nghe đi nha. Cái nói xấu là bị đẩy mà lại lại là bị đẩy nghe nha. Chào chị Dương Ngọc Thúy nha. Chào Kiều Nhoi. Hôm nay lại gặp Kiều Nhoi rồi. Mấy chị ơi, chị nào vô rồi nhớ chia sẻ livestream cho em như một thói quen nha. Anh Anh Hòa ơi, lại tiếp tục chia sẻ livestream thôi. À đúng rồi, anh Lộc chia sẻ cho bà Thanh Hòa chưa? Bà có được mua đồ free không? Để Ngọc báo với bà cho bà mua nè. Em đăng mới mua đồ đấy hả? À, đăng rồi hả? Chứ em đăng mấy cái nữa, mới cái đây. Lên la mấy chị ơi, share livestream nhiệt tình giúp em nha. Mọi người share livestream giúp em 2 lần trang cá nhân và chia sẻ hội nhóm giúp em nha. Nhớ share trang cá nhân và hội nhóm mấy chị ha. Chào chị Dương Ngọc Thúy, chào chị Thùy Dung. Chào mấy chị yêu nha, chào xin còi. Hôm nay chốt đơn mấy chị ha. Tối nay live chốt đơn nha, tối nay lên hơi trễ. Có vẻ tình hình mưa bão bây giờ nó ổn định lại rồi mấy chị ha. Tạm ổn. Chào Nhi Ngố, chào Mai Trang. Chào Eli ha, chào chị Chanh Trà nè, chào Nguyễn Hà. Hai chị Ngọc Anh Lê, em chưa thấy công bố vậy hả? Chưa thấy hả? Có hứa. À, hứa chế nào? Ngày nào cũng vậy hết, cứ chia sẻ cho 50 nhóm đều được tặng hết. Sao em không nói cho vậy hả? À, chắc là chị không nói nên anh Giang không biết đấy. Chào em, đứng dậy ngắm cái he he. Ok chị. Đang chia sẻ cho chế hả? Ok, cứ chia sẻ đi, gộp tính luôn một lần nha. Chào Thanh Tuyền Nguyễn. Chào chế Hoàng Nghiêm Phan. Nhi Eli hay Eli hình như là nhân viên có gọi là có đi rồi nha Nhi ơi. Đơn của chế từ tuần trước là đi rồi á. Hết bảo rồi hả Thanh Hòa? Phải là bảo qua rồi hả? Thùy Trang Đặng. Hello chế nha. Chào xin mông lê. Ông ơi, ông quay các bạn. Đây đứng dậy cho chế gì ấy, ngắm cái đầm em đang mặc nha. Con đứng quay lại đúng chị. Đây cái đầm em đang mặc nhóm chị, đây là một cái form body ha. Rất là dễ thương luôn. Ở bên trên vai là nó bệt ra như vậy nha mấy chị nha. Rất là cưng ha, nó bệt ra như thế này nha. Bài mi ali này bị đơn chứ cái ngày mà đợt trước bị gì đó. Vậy hả? Chắc là ngày 13, 15. À, bị chậm. 20 là bị chậm. Nhi ali đi trúng đơn ngày bị chậm. Với lại chị mấy chị nhờ em kiểm tra đơn dùng nhờ. Em kiểm tra giùm em luôn. Chân đào á, đào chân đào á. Nhi ali đang đi này, coi tới chưa này. Thằng Lý nó phải tới lâu rồi mới đúng. Đúng rồi, cái nhé nó phải tới lâu rồi. Bữa nay tính luôn để thứ tư đi đơn cho em. Trần đào bị okay. Cùng ngày luôn. Trần đào cùng ngày bị luôn hả? Đúng, bị luôn để coi như đang bị đau luôn. Mấy chị ơi, chị nào lên rồi thì nhớ chia sẻ livestream này giúp em nha. Bấm là đã chia sẻ giúp em ha, mới có 37 lượt chia sẻ. Mới có 37 lượt chia sẻ thôi mấy chị ơi. Chị nào lên rồi nhớ là bấm chia sẻ livestream giúp em nha. Đầm em mặc nhiều ký vừa chị. Đầm em mặc cái tầm 1m652 cân đổ về ấy chị. 1m652 cân đổ về ha. 1m55. 1m55, 4m6, 4m7 cân ha. Không mấy. Ngày mai ha. Ngày mai nhận được. Đơn của Nhi Eli là bưu tá lấy rồi. Đơn của Nhi Eli là giao cho bưu tá rồi nha. Chắc là ngày mai họ sẽ giao cho Nhi Eli. Nhiên Ly nhớ ngày mai nghe điện thoại giúp em nha. Ngày mai nhớ để ý điện thoại giúp em ha. Ngày mai chắc là giao tới nàng rồi đó. Cho nên ngày mai nàng để ý điện thoại giúp em ha. Hello, chị nào chưa chia sẻ nhớ chia sẻ livestream giúp em nha mấy chị ơi. Chưa chia sẻ nhớ chia sẻ livestream giúp em nha. Rồi niềm tin cuộc sống đã chia sẻ nè. Chị nào chưa chia sẻ thì nhớ điểm danh là đã chia sẻ giúp em nha. Nhớ điểm danh nha mấy chị nha. Nè, nó mới nói em, mà mới đọc xong. Lâu luôn đi. No. Đây mà. Xuông no. Xuông mà. Lâu ốc lên anh. Ốc lên là cũng được. Vậy hả? Ừ, cũng được. Tôi khỏi đi. Nhưng mà không được cái đâu. Sao em chưa nhận được hàng Huỳnh Linh? Có
Mình lên chắc cũng vậy á. Để anh em kiểm tra hết nha. Chế nào chưa nhận được hàng chắc hết cho em kiểm tra, em báo chị Lai một lần luôn ha. Có đi tới đâu em báo luôn nha. Hello chị Kiều Nguyễn, chị Kiều Nguyễn ơi, chị sẽ livestream giúp em chưa? Mấy chị ơi, sẽ livestream lên mạnh tay lên giúp em lên được 100 view mà. Không mấy chị? Lên 100 view đầu tiên nha, em tặng quà nha. Lên 100 view đầu tiên em tặng quà mấy chị ha. Huỳnh Linh mới đi hả? Huỳnh Linh mới đi, Huỳnh Linh ơi. Mới đi ngày 23, 26, thứ 7 chủ nhật rồi báo. Mới đi ngày 23, mới đi ngày 23 nha. Đến thứ 7 chủ nhật, cho nên đơn của nàng là khoảng thứ 4. Thứ 4 nàng sẽ nhận được ha. Thứ 4, thứ 5 gì đấy sẽ nhận được á. Hello chế Hoàng Huỳnh. Mấy chị ơi, chị nào lên rồi chia sẻ livestream liền giúp em ha. Chia sẻ bàn tay giúp em lên 100 view đầu tiên nha. Lên 100 view đầu tiên mấy chị nha. Chị ơi, anh chờ đây, mai có nhân viên gọi chốt nha. Hôm nay tình nhìn thấy báo ghê, có cho nhân viên nghỉ bữa nhá. Hôm nay em cho nhân viên nghỉ cho nên không ai chốt hàng ấy, chưa chốt đơn của ai hết á. Đơn của mọi người hôm nay không có chốt nha mấy chị nha, ngày mai chốt nha. Ngày mai em chốt nha mấy chị nha, hôm nay chưa có chốt đơn của ai hết. Rồi mấy chị nào chưa chia sẻ livestream, chia sẻ livestream liền giúp em nha. Để lên quà tặng cho mấy chị này, tặng cái đầm đi. Tặng một cái đầm xinh đẹp đầu lai, cái đầm hồng cong nha. Tặng một cái đầm hồng cong đầu lai này. Dạ. Quất vô à còng quất cho em coi mời vô. Mở hết rồi. Mấy rồi hả? Nhanh vậy. Có ai đâu mà mở. Huỳnh Linh gọi em gì cả. Huỳnh Linh gọi em cái gì vậy Huỳnh Linh ơi? Kiều Phụng chị ơi, em đây. Sao nhiều người gọi em nhỏ, em đây em đây. Chào Mina nha. Hôm nay live chốt đơn nha mấy chị ơi. Áp dụng xe live stream nha, mọi người xe giúp em 2 lần cho cá nhân và 5 lần hội nhóm giúp em nha. Chị bữa nay cao len không chị không, hôm nay không có áo len nha Hoàng Huỳnh. Hello chị, hello Mina Minh này, hôm nay lên công chúa với sếp. Với lại sếp nha mấy chị nha. Áp dụng xe live stream mấy chị ha, chào Trang Kim To. Chào Nguyễn Hà nè. Mấy chị ơi, xe live stream mạnh tay giúp em đi. Em đang lên một cái món quà đầu tiên, đây là đầm Hồng Kông ha mấy chị ha, một cái đầm Hồng Kông chị giá 130 nha. Rất là xinh đẹp luôn, rất là xinh đẹp luôn ha. Đây em sẽ tặng đồ like luôn ha. Dành cho chế nào sẽ livestream 2 lần cho cá nhân và sẽ ít nhất 3 đến 5 lần mỗi nhóm dùm em nha. Mấy chị ơi, xe đúng cú pháp dùm em nha mấy chị ơi. Rồi mình chơi game mình nhận quà nha. Mấy chị xe mạnh tay lên 100 view đầu tiên ha. Xe mạnh tay lên 100 view đầu tiên nha. Xe mạnh tay lên mấy chị ơi, xe nhiệt tình nha. Chào chị Tô Kim Anh. Chào Lê Thị Tuyết Loan. Đơn của em là gì đâu rồi ta? Đơn của em tại sao đâu rồi? Bà comment mà khó đọc quá. Đồng công chúa đi, có công chúa luôn. Chị vẫn chưa nhận được hàng nè. Minamun. Minamun vẫn chưa nhận được hàng. Bảo quá mà, chẳng ngày thứ bảy chủ nhật bảo hôm giờ ai dám đi ra ngoài đường đâu. Rồi xe lai, xe lai mạnh tay nha. Xe lai mạnh tay nha. Này có áo kiểu không chị Thảo không? Hôm nay không lên áo kiểu. 142 lượt chia sẻ rồi mấy chị ơi. Xe mạnh tay lên 200 lượt chia sẻ nha. Đơn riêng chị Ngọc Hồng đi chưa? Đi luôn rồi, đi chung cũng có đi riêng. Đi chung luôn Minh Minh ơi. Đã chia sẻ cho chị, ok cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị Thanh Thùy Nguyễn luôn. Chia sẻ bàn tay giúp em 2 lần trang cá nhân và chia sẻ hội nhóm giúp em 3 đến 5 lần nha mấy chị nha. Chia sẻ hội nhóm 3 đến 5 lần giúp em, 2 lần trang cá nhân và 3 đến 5 lần hội nhóm nha. Chia sẻ mạnh tay mấy chị nha, chia sẻ mạnh tay rồi em bắt đầu lên đồ hả mấy chị ha. Bắt đầu lên đồ nha. Hôm nay lên hơi trễ thì mấy chế ngủ hơi nhiều rồi. Nhưng mà còn chế nào thì mình chiến chế đó nha. Chế nào thức khuya thì mình sẽ được mua đồ giá sale cực rẻ luôn. Điều kiện rất là đơn giản, chỉ cần áp dụng xe la chim. Chỉ cần xe la chim thôi ha. Đó là mình đã có thể mua đầm công chúa với giá 119k thôi. Đó mấy chị nghĩ tưởng tượng mà coi cái đầm em đang mặc xinh như thế này, đẹp như thế này, hàng cao cấp đồng hòa 180 mà chị bán với giá 119 là mấy chế thấy siêu sốc rồi đúng không? Siêu sốc, cực sốc luôn. Đó cho nên mình không nhanh tay bấm chia sẻ để hốt liền một em về mặc ha, cực đẹp luôn. Em thông báo là em đang mặc số lượng có hạn, cho nên chị nào mà nhanh tay là mình sẽ hốt được cái em này ha, mặc cực kỳ sang ha mấy chị, sang mà đẹp mà trắng cực kỳ luôn, rất là trắng da. Đúng người nhon rồi chứ, chế nào mà có một bụng hay chế nào mà một bụng bụi tí á. Đó, là thon gọn tướng luôn. Như em này, bụng em dạo này cũng mờ bụng ha. Mặc vô cùng gọn tướng luôn nha. Sau ngày 20 anh chị nhanh đi, khoảng 5 hết rồi đó. Đúng rồi. Rồi, à hú hú giờ mới xem hả? Sao hôm nay like chị và chị đúng rất hoàn hình ơi. Hôm nay em like trễ tại vì hôm nay không có nhân viên á, cho nên em không có like sớm được. Hàng nhiều, nhiều việc quá. Sao hôm nay... Ui giời,
À nghe đi tới đâu rồi anh Giang, Lê Tiếu Loan. Có cái này coi sau đi, chị nào cần coi hàng á thì anh bút liền cho em nhé. Vô anh bút liền cho em ha. Rồi bây giờ em lên đồ đã nè. Bắt đầu lên đồ nè, đã nè. Chưa lên 100 view nên chưa có tặng quà được ha. Nhưng mà tặng quà khuyến khích cho mấy chị, em sẽ tặng cái này đầu tiên nha. Đó mấy chị xem ảnh tay lên 100 view đầu tiên em tặng quà liên miên luôn. Tặng quà liên tục luôn ha. 192. Đơn đơn của Lê Thị Tuyết Loan giao vô tá rồi em ơi. Đơn. Ngày mai là nhận được nha. 192 lượt chia sẻ rồi mấy chị ơi. Tiếp tục chia sẻ bàn tay giúp em nha. Tiếp tục chia sẻ bàn tay. Xem bàn tay em chứ nha, xem bàn tay. Rồi. Bắt đầu mấy chị ơi, comment cho em cái đầm xinh đẹp này tặng nha. Comment cú pháp cho em, đầm hồng công mấy chị ha. Bao mấy chị mặc luôn, đây cũng là một dạng nhung nha mấy chị. Đầm hồng công mà chất của nó chất nhung nhung, pha với kim, pha với sợi dây kim tuyến mấy chị ha. Mặc cực kỳ đẹp, lung linh luôn, phong xương. Mấy chị comment cho em mà của nó là mà tặng đẹp, đem điện thoại giúp em nha. Lai sau của chị Ngọc Hồng không biết đi chưa ta. Mà tặng đẹp. Cái đó để xong đi, để like xong rồi nói. À, mà tặng đẹp, đem điện thoại đầy đủ giúp em nha. Có chút được cái gì đó mà không vừa nên xả nó rồi. Tặng đẹp, đem điện thoại đầy đủ giúp em nha mấy chị ơi. Nhớ là chơi game kèm số điện thoại đầy đủ giúp em nha. Tặng đẹp kèm số điện thoại đầy đủ giúp em nha chị ơi. Comment tặng đẹp kèm số điện thoại đầy đủ giúp em nha. Lưu thi thi. Lưu thi nhắn cái gì? Đừng đi thi. Đầm em mặc có màu khác không? À đầm em mặc không có, đầm em mặc chỉ có màu đen thôi. Rồi mấy chị comment tặng đẹp nhanh tay giúp em. Anh đếm cho em tặng người thứ 6 đi. À người comment lên thứ 6 nha. Tặng cho bạn comment lên thứ 6. Đúng thứ 6 nha, đọc tên lên cho vui anh. Mai Trang. Mai Trang 1. Hiền. Hiền. Thanh Tuyền Nguyễn. Thanh Tuyền Nguyễn. Mai Lê. Mai Lê. Là 4 rồi đúng không? Là 4 rồi. Người ta 5 like đây. Thị Diễm 5. Thị Diễm 5. Là Thị Tinh Dấu 6. Này tặng cho người thứ 5 mình cho mấy. Ngày mới tặng người thứ 5 mình đọc thứ 6 vậy. Không biết hỏi coi, anh nhớ người thứ 6 Diễm. Khoan, hỏi lại cái chế đi. Hồi này em nói tặng người thứ 5 hay người thứ 6 vậy mấy chế? Hồi này nói tặng người thứ 5 hay người thứ 6, người thứ 6 hả? Người thứ 6 đúng không? Hay người thứ 5? Quên mất rồi. Người thứ 6 thì là lại thì chúng hiểu mà người thứ 5 thì là Thị Diễm nha. Chiếm điểm đi. Hay là người thứ 9? Quên mất, tặng cho người thứ mấy vậy? Rồi tặng nha, cứ ghi tặng trước đã ha. Rồi kiểm tra chia sẻ cho em cả hai người luôn. Thứ 6. Thứ 6 hả? Chưa, thứ 6 về lại thì chúng hiểu. Thứ 6 là cho chị Lại Thị Trung Hiếu. Là kiểm tra với Lại Thị Trung Hiếu cho em nè. Lại Thị Trung Hiếu. Với Lại Thị Trung Hiếu ha. Rồi tặng cái chế Lại Trung Hiếu rất là may mắn luôn. Lần nào cũng có quà tặng cho em. Cho nên chế ơi, chế vui lòng chia sẻ livestream thật mạnh tay giúp em nha. Chia sẻ mạnh tay thật là mạnh tay lên trên hội nhóm giúp em luôn ha mấy chị ha. Lên hội nhóm luôn, đồng công chúa em đang mặc với giá 119k luôn. Chỉ có một em duy nhất và bán cho chế nào mua nhanh. Mua nhanh bán lẻ nè, đó. Mở hàng cho em một em đầu tiên với giá chỉ có 119k thôi. Ê nhắm chị ơi, đứng lên cho chị coi chất xịn nha, chất. Cái chất dưới này là chất thun poly loại 1 luôn, xịn cực kỳ ha. Đẹp xịn cực kỳ luôn. Đây, rồi vòng eo của nó là tầm 70-74. 1m6 52 cân thôi nha mấy chị nha. 1m6 52 cân, 1m55 là 48 cân đổ về. Chị nói ơn cái đầm đen em đang mặc comment liền cho em mã của nó là mã đen. Chốt mà đen kèm sinh thật cho em chỉ có một chiếc thôi ha. Tặng như thế nào mà nhanh tay comment lên ha. Một chiếc duy nhất. Rồi comment mà đen kèm sinh thật giúp em 119k nha. Chốt mà đen cho em luôn. Mà đen nha mấy chị em, mà đen. Anh chụp chốt hàng, tập trung chốt hàng cho. Rồi chốt nhanh nha. Chụp lên nhanh. Mà đen kèm sinh thật cho em. Đúng rồi, là Trung Hiếu. Là Trung Hiếu được đó. Ngỡ ngàng luôn. Bất đen, ngờ ngỡ đen ngàng. Đen cho chị anh Kim to. Đen cho chị anh Kim to ha. Nóc đen là cho anh Kim to này. Đen nào? Đen em đang mặc các đen em đang mặc chốt chị anh Kim to. Em đang mặc. Màu đen em đang mặc chốt cho chị anh Kim to ha. Rồi tiếp nha mấy chị ơi, tiếp nha. Đầm nhung còn không em? Đầm nhung đợi đợt sau nha Trung Đức ơi. Đầm nhung đợi đợt sau nha, đợt sau em về nhiều nha. Đợt này em hết rồi nhưng mà đợt sau về bao nhiều tiền? Dạ, giá 119, 119k đồng giá hết. Rồi 119k đồng giá mấy chị ha. Rồi một cái đầm rất là dễ thương như vậy nha mấy chị, cực kỳ dễ thương luôn, 119k luôn, tùng xòe cực kỳ. 2 đến 3 lớp luôn mấy chị ha, rất là tùng xòe luôn, cũng chỉ 119k thôi. Áp dụng chế nào xe live stream nha. Chị nhớ là áp dụng xe live stream giúp em, 2 lần trắng cá nhân.
và 3 đến 5 lần của nhóm giùm em nha. Eo em này 68 em chị ơi. Eo 68 đổ về 1m6 và 50 cân, 48 cân. 50 49 cân đổ về 26 nhá. 1m55 khoảng 46 cân đổ về. Chị nào ưng chốt liền cho em mà của nó là mã hồng. Chốt mã hồng cho em. Mã hồng giúp em nha. Mã hồng 119 luôn, xuống mã hồng nha. Mã hồng 119. Chị nào ưng hồng comment hồng giúp em này. Mã hồng ha. Tay hồng, comment mà hồng cho em. Mã hồng. Thôi về tay chắc bị gì rồi. Mai coi lại đi về tay ơi. Hôm nay chốt hàng này em. Bèo Tây không chia sẻ trang cá nhân được thì Bèo Tây sẽ hội nhóm giúp chế nha. Không chia sẻ trang cá nhân được ở đấy mà được chia sẻ hội nhóm. Người ta không ngồi nhóm được với bộ Bèo, có trang cá nhân thì trang cá nhân không được được gặp hội nhóm. Không chia sẻ hội nhóm được luôn hả Bèo Tây? Hôm nay vào Facebook không thấy like. Có chị thì vào Facebook chị nhấn F5 lại là thấy nhá. Còn không mà cứ vào mấy chế nào không thấy là vô Facebook không thấy like thì cứ vô Facebook em. Rồi đuôi tôm, một cái đầm đuôi tôm 119k luôn. Không. Đầm đuôi tôm 119k luôn ha. Chị nào lấy cái đuôi tôm này, chị em đây nhau nha. Mấy chị ơi áp dụng xe live stream nha. Xe mạnh tay giúp em ha mấy chị ơi. Xe mạnh tay lên nha. Xe nhiệt tình cho em luôn. Đây, xe mạnh tay nhiệt tình giúp em. Eo em này 74, 1m6, 52 cân nha. Hồng chốt chai vậy. Chưa. Phay bị gì à? Đúng rồi. Chỗ này nó hạn chế thông báo tùm lum hết nên là... Đó. Ủa Kim Ngân comment đỏ là cái gì vậy? Rồi, màu này thì nó lấy màu này comment cho em mã 5 nha. Hồng cho bà Mai Lê nha, hồng cho Mai Lê. Trang cá nhân em nó chẳng không cho đăng lên, nó kêu nhầm lẫn giá. À, trang cá nhân nó chẳng không cho xe lên. Rồi, comment liền tay giúp em mã của nó là mã số 5 119k mấy chị ơi. Hôm đâu bán rẻ bằng em luôn, rẻ hơn giá bò xì ha. Bò xì màu em này là đã bỏ giá 140 một chiếc rồi nha mấy chị ơi. Bán giá của nó là giá 160-165 ha. Đó, chị nào ưng màu này, hôm nay em bán lấy tương tác cho nên mấy chị ơi xe live stream nhiệt tình giúp em nha, bán lấy tương tác xe live stream nhiệt tình ha. Rồi comment liền cho em mã này là mã 119k, mã 5 cho em, mã 5, mét 6 52 cân ha, mã 5. Comment mã 5 giúp em nha, mã 5. Đứng lên chị. Kim Ngân ơi, đứng. Cái màu này chị bán mất rồi Kim Ngân ơi. Còn cái này chị bán rồi ha. Không. Đầm công chúa không có dao 78 chị ơi. Thảo lý ở đầm công chúa có dao 78 nha. Đầm em đang mặc hết rồi nha. Đầm đang mặc hết nha mấy chị. Vừa mới bán mở hàng rồi. Rồi mẫu này luôn, rất là xinh luôn nha. Mẫu này đơn giản mà đẹp cực kỳ. Chỉ có 119k thôi mấy chị ơi. Mặc lên đẹp ngất ngây luôn nha mấy chị. Mặc lên chị dùng một từ là ngất ngây gà tây thôi. Rất là đẹp ha. Rồi em này yêu 75 luôn. 75, à 75, 76 này chị nào vừa không? Yêu em này khoảng 75 nha. Thanh Hòa vừa ấy. Đây 1m6 khoảng 54 cân đổ về. Comment cho em mã số 6. Mã số 6 119k nhá. Chị nào em 16 chút 16 cho em. Mã 16. Bữa nay like đầm không? May Hà chị là sao ta? Có body không Thảo? Không có body chị ơi. Eo 76 màu này mặc được nha. 1m6 54 cân. Chị nào vừa chốt liền cho em mã số 6 rồi nha. Đúng rồi. Mã 6 giúp em nha. Chốt mã 6 xuống mã 6 nè. Mã 6 ha. Chỉ có chân váy không chị Hoàng Thị Thu Hằng. Có set nha mấy chị ơi, có set nha, đợi chút em lên set. Mai Lê nè. Rồi mã 6 cho Mai Lê luôn. 6 chút cho Mai Lê. Chị. Rồi màu này nhóm chị có 115k thôi mấy chị, đi đâu mà 115k mà mình mua được cái đầm này mình mặc đi chơi rồi mình đi ăn Tết mấy chị ha. Đi chơi đi Tết là rất là xinh nha. Đó, nó không có lồng lầy, quá lồng lầy giống như là mình đi tiệc ha mấy chị. Nhưng mà nó rất là dễ thương. Nó rất là sang trọng, mấy chị có thể mặc đi chơi Tết, chơi lễ này rất là ok ha. Thấy Loan Thanh. Sắm đồ đi lễ mấy chị nha, đi chơi lễ ha. Em thấy chị Loan Thanh Nguyễn Thị nha. Rồi em này eo 70 mấy chị ơi, eo 70. 1m6 50 cân đổ về, eo 70 nha. 1m6 50 cân đổ về, 1m55 46 cân nha mấy chị nha. Eo 70 nha mấy chị nha. Comment cho em mã số 10, chốt số 10 cho em luôn. Chốt mã 10 cho em. Mã số 10 eo 70 nè. Có quần nha mấy chị, có quần bên trong luôn. Cái màu này có quần bên trong luôn, rất là đẹp ha. Chốt mã 10 cho em nè, đây mã 10. Comment mã 10 liền tay nha. 119k chốt mã 10 giùm em. Rất là đẹp luôn. Mã 10 nha. Mã 10. Đầm nhà chị Thảo cưng hết sức, em mua mấy cái rồi mà vẫn mua thêm. Cảm ơn Mi 50 nha. Bữa nay có đầm không hả chị? Hoàng Huỳnh, có đủ thứ luôn Hoàng Huỳnh ơi. Có đủ thứ luôn nha, để em lên đầm xem còn lên nhiều thứ lắm. Mấy chị chỉ cần chia sẻ livestream thôi ha. Rồi mẫu này luôn, xin chơi.
rất là cưng luôn ha. Dài con gối nha mấy chị, đầm dài con gối nha, rất là đẹp nha. Đầm công chúa dài con gối cực kỳ đẹp luôn, 119k. Chỉ 119k thôi ha. Rồi chị nói mẫu này comment liền cho em mã của nó là mã số 33. Chốt 33 cho em 1m652 cân đổ về mã 33 nha. Mã 33 1m652 cân đổ về ha. Mã số 10. Chị Trần XKC này cái cụ hả? Đúng rồi. Em chốt cho chị Trần XKC một cái nha chị. Ok, Trần XKC. Mã số 10 thì Trần XKC mã 33 cái gì em? Tiền Vinh lấy 33. 33 là gì vậy? Số 10 đúng không? Dạ dạ, mã số 10. Số hồng 5, 6, 10. Ừ. Như 33 là này á. Rồi, mẫu này 33 và không hình dân phải ok giùm em ha. Em này eo 76 đổ về này. Eo 76 đổ về 1m6 khoảng 50, 55, 56 cân gì đó ok ha. Đó, nhưng mà 33 là sao cho chị Hiền Vinh này? 119 hết đúng không em? Đúng rồi, 119 đồng giá. Và 33 chị Hiền Vinh ha. Ok ok. Mấy chị ơi, chị nào khách mới comment mã số kèm số điện thoại để em chốt hàng nha mấy chị ơi. Đây mẫu này form dài nha mấy chị nha. Form dài và tầng như vậy rất là xinh ha. Chị nào mà sợ dài quá mình có thể cắt một cái tầng bên trong đi nha mấy chị. Mình có thể cắt một cái tầng cuối cùng đi ha, để cho nó vừa vừa tầm người nha mấy chị. Còn chị nào mà cao á thì mình đừng có cắt, để mà cho nó đẹp nha, phủ chân nha mấy chị nha, phủ chân. Đây, chị nói mẫu này comment mà rêu cho em 115k. Comment mà rêu liền giúp em nha, mà rêu chốt mà rêu luôn. Mà rêu nha mấy chị, mà rêu rất là đẹp. Đơn của chị Kiều Thúy ngày mai đi luôn nha. Ngày mai mà đi em gọi chốt đơn đi nha chị Kiều Thúy ơi. Mà rêu eo 71. Mà rêu eo 71 nha mấy chị nha. Mà rêu eo 71. 1m6 khoảng 50 cân đổ về. 1m55 khoảng 4m6 cân nha. Chị đâu ung rêu chút mà rêu liền giúp em. Mà rêu ha mấy chị ha. Rồi mà rêu giùm em luôn. Rêu quá đẹp luôn. Mà rêu quá đẹp ha. Comment rêu nhanh tay nha các tình yêu ơi. Mà rêu nha. Mà rêu ha mấy chị ha. Mà rêu. Wow. Quá đẹp lộng lẫy luôn. Ánh ánh kim tuyến rất là xinh ở dưới cái tà này nha mấy chị. Mà rêu nha. Đó, ánh kim tuyến rất đẹp ở dưới cái tùng này ha. Rất là xinh luôn. Múc ngực thì rất là dày nha mấy chị. Rồi trên này phối ren theo nha. Ren theo cực kỳ đẹp. Đó, chỉ là ung rêu chút mà rêu cho em luôn. Ủa sao Minh Minh còn đang còn tặng đẹp ở đây vậy? Lắc mà. Lắc hả? Ừ. Vẫn còn báo mà em. 119k nha. Niềm tin cuộc sống đen là cái gì anh? Niềm tin cuộc sống ơi. Cái đen em đang cầm á hả? Trời, cái đen đang cầm chị nào lấy chốt cho em mà 22. Chốt 22 giúp em nha, rêu cho bà Mai Lê mà 22 chai đây. Comment 22 giúp em, 22 yêu 74. Rêu cho Mai Lê nè. 22 yêu 74 nha, 22 yêu 74. 1m6 khoảng 52 cân. 1m6 khoảng 52 cân, 119k. Comment cho em mà 22, xuống 22 luôn nha mấy chị nha, xuống 22. Rất là đẹp luôn. 22. Em còn màu 22 cho niềm tin cuộc sống nè. 22 cho niềm tin cuộc sống. 22 cho niềm tin cuộc sống nè. Niềm tin cuộc sống mã 22 luôn ha. Đây, xe lon mấy chị ơi, xe lon nhiệt tình giúp em, cái tùng nó xòe mà nó đẹp vô cùng nha mấy chị nha. Đó, mấy lớp như thế này rất là xinh luôn. Đây, cái đầm em đang cầm màu đỏ đô rất là đẹp luôn ha mấy chị. Ở trên này có phối với lưới như thế này nha. Đó, rất là đẹp luôn nha. Chị đơn hôm nay 119k. Còn à? Có kia, chẳng có kia cho nắng đâu. 22. 22 cho bèo Tây này phải không? Còn nó ta để coi có còn không? Còn. Rồi 22 cho bà bèo Tây. 22. Đợi em xíu mấy chị nha. Rồi, em này yêu của nó khoảng 78 luôn mấy chị ơi. Chỗ này nhìn nhỏ nhỏ thì em cũng to ghê chưa nè. Yêu 78 ha. Ở 1m6 khoảng 56 cân, 55 cân thôi nha mấy chị nha. Đó, tại vì em sợ cái phần ngực của nó nữa. Không nhận ra hả? Không. Rồi, chị đâu mẫu này comment đi mà 33 giúp em. Mà 33 giúp em nha, đúng rồi nó đó. 33. Comment mà 33 giúp em nha. Đây. Đúng, không. Không phải. Đúng rồi, đúng không? Đúng. Rồi, lấy cái đỏ comment mà 33 cho em chị ơi. Chị em chế đợi em chút nha. Còn màu đỏ với màu nâu nữa. Ok. Mã 22. 22 em chút cho bèo Tây nè. 22 cho Huyền Trinh nè. Huyền Trinh đuôi 0322 với mã 22. Để lại cho anh địa chỉ luôn nha em ơi.
Mã 33 cho chị Kim Ngân này. 33 cho Kim Ngân. Chị Kim Ngân đưa 3864 cho em xin thêm địa chỉ nha. Từ từ em ơi. Đâu 33 đâu. Đây 33 đây, 33 đây. 22 em còn màu khác thì chúc em lên nha mấy chị nha. Đây, mã 33 ha. Chị á. Chị Huyền xin lên mã 22 để lại cho em địa chỉ nha chị ơi. Con. Rồi tiếp nha. Mã 33 chỉ có một chiếc thôi. Mã 33 chỉ có một chiếc thôi mấy chị ha. Rồi em này đẹp vai màu đen. Hôm nay là tông đen. Hôm nay sẽ lên bộ sưu tập đen cho mấy chị ngắm nghía nhá. Đây, đẹp vai mấy chị ha, đẹp vai màu đen rất là đẹp luôn. Đó, rất là xinh, mặt cái này trắng da lắm. Rồi em đo eo rồi nha. Eo em này 74 đổ về 1m6 khoảng 50 cân nha mấy chị nha, 50-52 cân nha. Eo 74 đổ về 1m6 50-52 cân. Nhớ là eo 74 đổ về dùm em ha. Ok, cảm ơn hai chị nha. Chị Huyền Trinh và đang chị Kim Ngân có địa chỉ rồi, cảm ơn chị nha. Đang mặc bán rồi chị Hồng Ngọc ơi, đang mặc em bán rồi ha. Rồi chị nào ưng cái mẫu cái đầm này comment liền cho em. Mặc của nó là mặc số 28 giúp em ha. Mà 28 kiểu quá đẹp luôn, 28 đẹp quá. Chốt 28 dùm em nè. 28 có múc ngực dày nha. 33 đây đúng không? Dạ 33. Ok. Ba. Ok, chị Kim Ngân và chị Huyền Trinh quyết định chỉ rồi nè. Đang mặc hết rồi. Rồi mà 28 cho em luôn. Xe live chim nhiệt tình nhắm chị nha. Kim Ngân 03. Xe live chim nhiệt tình ha. Mà 28 kèm số điện thoại này. Mà 28. 28 cho chị Niềm Tin Cuộc Sống nè. 28 cho Niềm Tin Cuộc Sống 119k nha. Rồi tiếp nha mấy chị. Mẫu công chúa này nha mấy chị nha. Đây một cái công chúa cổ yếm nè, có phối với lại hoa nha chị. Rồi, hoa nhí. Rồi cái 28 nha chị. Hoa nhí rất là xinh. Cái Niềm Tin Cuộc Sống đổi cái 28 hả? Cái Niềm Tin Cuộc Sống đâu? Đây rất là xinh. Cái Niềm Tin Cuộc Sống không lấy cái này đổi. Cái đó là cái 22 đó. Cái 33 hả? À, 22 hả? Cái đó cái 22 okay, mà. Ok 22 em còn một cái nè. Thì Niềm Tin Cuộc Sống chốt cái nào chắc cái đó giúp em nha chị ơi. Chị Nguyễn Vi này có hay hay chưa? Vi Nguyễn Vi gì đó. Chưa khách mới, chưa có số thời nghiệm, chưa chốt được mà. Chị ơi, chị nhớ khách mới thì em sẽ điện thoại ha. 28 là cái nào vậy? 28 là cái đèn biệt vai đó. Đấy, đúng không? Đúng rồi. 28 hay chốt rồi, 28 chị Nguyễn Vi Cuộc Sống rồi nè. Rồi em này yêu của nó 74 mấy chị ơi. Yêu 74, 1m6, khoảng 52 cân đổ về yêu 74 nha mấy chị nha. Yêu 74. Rồi comment mặc cổ yếm giùm em nha mấy chị, mặc cổ yếm giùm em. Eo 74, 1m6, 52 cân đổ về, comment cho em liền là mặc cổ yếm nha. Chốt cổ yếm giùm em chị, quá chị luôn. Vi Nguyễn có lấy cái 22 không? Cái chị có 22. Chị Vi Nguyễn có lấy 22 không ạ? Lấy ok giùm em nha, thì em bù cái 22 cho chị ha. Đây, mấy chị nhớ là chốt cái nào chắc giùm em cái đó, đừng có đổi ha mấy chị ha. Đó là bán sale rồi đó. Đã bán sale là sẽ không có đổi hàng đâu nha mấy chị. Cho nên mấy chị chắc, chốt chắc giùm em. Rồi, mặc cổ yếm. Rồi mẫu này nha, mặc 22 đi nha mấy chị nha. Đây, cái nào chị có 22 chốt 22 liền giúp em nè. 22 đi ha. Rất là dễ thương. 22 còn màu nâu với màu đỏ nữa ha. Mặc cổ yếm à, mặc cổ yếm màu vàng này. Cái nào lấy cổ yếm, comment cổ yếm cho em nè. Đây, 22 này nha. 22 là 22. Comment 22 giúp em. Rồi lên tiếp luôn mấy chị ơi, thôi bị đẹp luôn á. Lên mẫu lung linh cho mấy chị luôn nè. Đây mẫu này bao lung linh nha, bao lung linh luôn, rất là xinh ha, đẹp cực kỳ luôn mấy chị, đứng dậy cho mấy chị coi này, xinh chưa, rất là xinh. 119k nha. Chị nào mẫu này comment cho em mã 3 đi. Mã 3 cho 75, 1m6, 52, 53 cân đổ về, 1m6, 53, 54 cân đổ về được luôn. Eo của nó miệng xay eo vừa mấy chị ơi, eo 75 đổ về nha, rất là xinh, có bút ngực dày dặn. Em ở quận 12, Sài Gòn nha mấy chị ơi. Chị nào ưng mẫu này comment liền cho em nha mấy chị nha. Mã số 3 comment liền giúp em, mẫu này rất là xinh luôn. Mã 3 ha, 119k comment mã 3 giúp em. Mã 3 giúp em nha. Lên set đi chị. Set đợi em một chút xíu nha. Set đợi em một chút xíu, em lên set liền á. Rồi mã số 3, mã số 3 ha mấy chị ha. Mã số 3 comment số 3 kèm điện thoại liền giúp em nha. Mã số 3 cho Mai Lê này. Mã 3 cho Mai Lê. Mã 3 cho Mai Lê ha. Rồi mẫu này nhóm chị ơi, ren ở trên là ren lưới nha. Ở đây là đó, ở đây là phủ ren ở dưới đây. Còn đây là mút ngực rất là dày ha. Tùng xòe rất là xinh nha mấy chị, rất là xinh luôn. Mẫu này 115 luôn. Mã của nó là mã số 38.
chốt 38 giùm em cái mẫu này ha. Eo 74, 1m6 52 cân nha. 1m6 52 cân nha, 74. Đây 1m6 52 cân nha, 74. Rồi chị Nương mẫu này comment liền cho em mã 38. Chốt 38 giúp em này, mã 38 ha. Comment mã 38 giúp em nha. Chốt mã 38. Rồi xin lung lên cho tôi tin luôn. Mã 38. Mẫu này có 3 màu mấy chị nha. Mẫu có tay này có 3 màu hồng, trắng và đen, 119k. Hồng, trắng, đen có 3 màu nha, 119k có 3 màu hồng, trắng, đen ha. Đây chị nó ưng mẫu này. Mẫu 38. 38 cho Trúc Thanh này, 38 cho Trúc Thanh, số điện thoại đuôi 1519 này. Trúc Thanh cho anh xin thêm địa chỉ luôn nha em ơi. 38 cho Trúc Thanh nha, rồi mẫu này có tay nha chị nha, có tay. 1m6 khoảng 55 cân đổ về cũng ok luôn. Eo em này khá là to ha, eo khoảng chừng 77 đổ về thì thấy form này form xương xương. Eo này không phải là eo ôm sát vào người mà eo của nó giống giống như là form baby doll á. Rồi chị ơi, mẫu này comment liền cho em mã của nó là mã số 1 đi ha. Chốt mã 1 kèm cái màu giúp em. Mã 1 có màu hồng, màu trắng và màu đen nha. Một hồng trắng đen. Một hồng trắng đen nha mấy chị, hồng trắng đen. Chị nào ơi, một chốt một kèm. Một kèm màu nha, hồng trắng đen. Hồng trắng đen giúp em, một cái màu hồng trắng đen. Một cái màu giúp em ha, form này dễ mặc lắm. Form này dạng form bê hơi. Số 1 hồng cho chị Văn Trần này. Một hồng cho Văn Trần. Rồi đây là đen nha. Rồi. Còn đây là trắng. Một hồng trắng đen. Hồng còn một chiếc. Hồng chỉ còn một chiếc thôi. Hồng. Hồng. Hồng cho chị Văn Trần 521 nha, 119k đồng giá hết nha mấy chị ơi. 119k đồng giá nha. Em bán shop hôm nay là shop tổng giá nha, 119k. Xeo hôm nay là xeo ấm chị ơi. Mẫu này toàn là 150 không mà, 150, 160 đổ về không ha. Cái này lấy một trắng, tầm em một trắng liền cho em này, mặc một trắng nha. Một trắng liền tay giúp em luôn. Một trắng. Một trắng, một hồng, một đô hả? Một trắng, một hồng và một đen. Một trắng, một hồng và một còn đen. Hồng. Còn một hồng hết, không hết em? Hết hồng, chỉ còn trắng và đen. Hồng em hết rồi, em còn trắng và đen này. Chế nào lấy đen, comment một đen, đấy là một trắng, comment một trắng cho em này. Ok này, chú Trúc Thanh có địa chỉ này, cảm ơn chế nha. Rồi, chế Lan Anh lấy màu gì chơi? Chế Lan Anh lấy màu gì á Lan Anh? Còn trắng và đen ha, trắng đẹp lắm. Mấy chị lấy trắng, trắng rất là dễ thương ha. Rồi chị nào lấy cái tầng này, tầng này tầng của nó nhiều tầng và tầng của đen. Nó rất là dài luôn ha. Chị nào mét 6, chị nào mét 6 mà rất là ok nha. Còn chị nào mà ví dụ như chị nào mà thấp thấp á thì mình nhớ là đó cái lớp này nè mấy chị, em chỉ cho mấy chị ha, cái lớp cuối cùng á, cái tầng cuối cùng này mấy chị có thể cắt đi ha. Đây mình có thể cắt, ở trong này nó có lớp vân lưới này, mấy chị có thể cắt vân lưới này đi để mất cái tầng cuối cùng này đi ha mấy chị, là nó sẽ ngắn lên. Đó, nó ngắn lên như thế này thì mấy chị sẽ dễ mặc hơn. Đối với chị nào thấp nha. Mã một hồng em hết rồi mấy chị ơi, còn một đen một trắng chứ, là một đen một rồi. Trắng comment cho em nha. Eo 70 đổ về, eo 70 đổ về comment mã số 6 cho em. Mã số 6 có màu đen rêu. Mã số 6, màu rêu đâu rêu hết rồi, còn đen nào. À mã số 6 em còn rêu và đen ha. Chị nào lấy số 6 chứ, số 6 cho em, eo 70 đổ về 1m6 khoảng 48 cân, 49 cân, 1m55 khoảng 45 cân ha, cũng là 46 cân. Rồi comment liền cho em nha. Chị nào ơn chốt liền cho em nha. Đó, em lên đầm công chúa một xíu nữa là em lên xét ha mấy chị ha. Lên một chút rồi là hết đầm công chúa rồi là em lên xét nha. Ừ đúng rồi Bích Phạm ơi. Rồi mẫu này nha, bí mật cho bà Bích Phạm đừng có nói trên đây nha, bà chị chú ý đấy nha. Rồi mẫu này, rồi chị nào ơn cái màu trắng này comment liền cho em mã của nó là mã số 9 ha. Chốt mã 9 giúp em. Rồi chị nào ơn mẫu này comment mã 9 giùm em nha. Mã 9, mã 9. Mã 9 119k nha mấy chị nha. Đầm công chúa rất là xinh luôn. Eo 75. 1m eo 75 nha mấy chị nha. 1m6. 1m6 eo 75, 1m6 khoảng 54 cân đổ về mấy chị ha. Mét 6 54 cân đổ về, comment cho em mã số 5. Chốt mã 5 giúp em nè. Mã 5 hả anh? Mã 5 giúp em nha, mã 5, mã 5, comment mã 5 nha. Rồi lên mẫu cuối cùng nha, mẫu cuối cùng. Mẫu cuối cùng nha mấy chị nha. Chỉ có 119k thôi. Rồi tiếp ha. Cực kỳ dễ thương luôn. Đó mấy chị thấy chưa? Cái tầng của nó đẹp dã man luôn á.
Đây mẫu này là 160 mấy chị ha. Xe 119k cho mấy chị luôn, chỉ còn có vài chiếc thôi. Chỉ còn vài chiếc thôi ha. Đây là đỏ và đen, mẫu này có đỏ và đen nha. Đỏ và đen. Yêu em này khoảng 74 46 52 cân. 74 46 52 cân. Cầm mê liền cho em mà đỏ và đen này. Chốt đỏ đen giúp em. Chốt mà đỏ đen ha. Đây là đen nha. Nó có tầng kim tuyến ở dưới này rất là đẹp nha mấy chị. Nó có lớp kim tuyến ở dưới này cực kỳ đẹp luôn. Chị đã ơn cái đầm này comment liền cho em mà đỏ hoặc đen nha. Rất là xinh nha mấy chị. Đó, nó có tầng kim tuyến ở bên trong vậy. Rất là lấp lánh nha. Đỏ cho chị Kim Ngân nè. Đỏ cho Kim Ngân. Đỏ cho chị Kim Ngân đuôi 864 nè. Đỏ cho Kim Ngân. Rồi đen trai đây. Em dính đầy. Rồi đen trai. Chị nào lấy đen chút đen cho em luôn. Cái gì đâu. Em dính đầy nè. Rồi mà đen mà đen. Comment mà đen cho em nha. Giật lắm á nha, đừng có trêu. Em đi nó đi. Đây đen nè. Đỏ và đen, đỏ và đen. Đỏ cho chị Kim Ngân đang hết, đang hết đỏ đúng không? Kiếm đi em, kiếm đỏ đi. Cái gì vậy? Trời ơi, chịu nổi không? Ừ. Biết không? Rồi, chị nêu mẫu này, ưng mẫu này. Đâu? Đang bị vừa thôi. Sao? Còn đen thôi, còn đen thôi, hết đỏ. Chị nào ưng đỏ có thể chuyển qua mẫu này nha. Tại vì nó rớt mẫu em mới sale giá rẻ mấy chị ơi. Chỉ có 119k thôi, toàn hàng 150-160 không mà. Rớt mẫu còn một vài chiếc thôi ha. Trời ơi, em này chị nào mà eo to mình hút liền em này mà mặc đẹp cả mang. Ai nhìn thấy em không thấy chứ. Em này eo của nó 78 luôn á mấy chị. Đây chị nào eo to hút hết mẫu này mà mặc nha. Eo 78 luôn, cái tầng của nó cũng rất là đẹp ha. Có mức còn dày dặn ha, có hoa này, rất là đẹp. Có nha, chị Đỗ Quyên Hoa bên em ship toàn quốc nha. Ship VN Boss mà mấy chị yên tâm nha. Mẫu này có hai màu nha, màu đen và màu đỏ. Mẫu này eo to, dành cho chế nào mà eo to nha. Không mua đầm nên nãy giờ chia sẻ quá trời rồi hả. Cảm ơn cho cái nút vô nha. Chút xíu nào mua set nha, em chuẩn bị lên set nè. Rồi, chị đã ưng mẫu đầm này comment liền cho em nha. Comment liền cho em mà của nó mã số 27. Chốt 27 cái màu giúp em. Eo em này có thể eo em này to nha, tại vì eo em này co giãn được á mấy chị đây nè. Nó co giãn được cho nên eo của nó khá là to. Thoải mái cho mấy chị nào mà eo to ha. Eo từ 78 độ về, từ 68 độ lên và 78 độ về là chuẩn form ha. Chị đã ưng chốt liền cho em chị 119k thôi, thật sự mua rẻ hơn một cái đầm. Mua rẻ hơn một cái đầm đi chơi bình thường ha. Đầm đi kém hôm nay siêu còn rẻ hơn một cái đầm đi chơi bình thường. Mấy chị nhìn cái tầng của nó này, nó xòe ra rất là đẹp nha. Rồi chị nói mẫu này chốt liền cho em mà 27 kem màu, 27 đỏ nè, rồi 27 đen luôn mấy chị. Đó, chỉ còn hai mẫu hai màu này nữa nha. 27 đỏ và 27 đen giúp em. Đẹp chưa? Rất là xinh luôn, chỉ 119k thôi. Đó, cực kỳ đẹp. Rồi chị nào eo to phục vụ hết, hết nóc luôn, phục vụ tới bến luôn ha. Hai bài đỏ cho chị Huê Hoàng. Hai bài đỏ cho chị Hoàng Huê à? Huê Hoàng hả? Chị Huê Hoàng qua chốt hàng đúng không? Không. Bài đỏ cho chị Huê Hoàng này. Có địa chỉ chưa, cho em địa chỉ nha. Hoàng Huê khác. Chị Huê Hoàng có địa chỉ bên em chưa nhờ? Có rồi thì ok chúc em nha. Hai bài đỏ cho Huê Hoàng. Thì 125k rồi đấy, chết thỏ sinh. Chết thỏ sinh vô gặp. Đúng rồi, xì là 125k rồi đấy, hôm nay bán tương tác thôi. Đó, mấy chị thấy chưa? Có màu xì tới 140 rồi nha. Chứ không có giá 119k đâu. Đó, hôm nay là sale tương tác thôi ha. Sale tương tác thôi nha. Đó, cho nên mấy chị xe like nhiệt tình ha. Xe like nhiệt tình và mình hốt đồ nha. Hôm nay hốt đồ rẻ nhưng mà số lượng ớt không có nhiều đâu ha. Số lượng ớt thôi đây. Đây nè, số lượng ớt chứ không có nhiều nha mấy chị nha. Rồi còn cái đen nữa là hết rồi. Còn màu đen nữa là hết ha. Chị
Để lấy đen chút đen luôn là em hết nha, không còn đâu ha. Đây, là hết mụn luôn nè. Thì anh chim to BBQ. BBC. Có đầm có tay không? Có tay rồi chị đẹp ơi. Đầm công chúa nhà em sexy lovely dễ thương đáng yêu thôi, không có tay. Đây, màu này đen luôn nè, rồi hết nha chị ơi, hết luôn nha. Hết luôn nha. À có tay như có một em này nè. Em này mặc đi làm có tay ha. Đây em này mặc đi làm có tay nè mấy chị. Đây mẫu này mặc đi làm có tay nha. Rất là dễ thương, còn một em duy nhất. Đây 101 luôn. Còn một em duy nhất là body ha, size 101. Tầm màu trắng 2D là mày đúng không? Đúng rồi. 101, size 101 luôn. Có đây. Đồng thằng L42, 1m6 vừa không chị? Ồ, cái này khó á. L42 thì L42 thật đó hả? Rồi chứ giờ với em làm gì có người này L42. 1m6, L42. Em biết bả đo sao rồi. Hay là 42 cân, 1m6 không biết. Chắc 42 cân, 1m6 á. Rồi yêu em này 74, 1m6, 52 cân, 50 cân đổ về. Chị nào ơn chút mà reo liền giúp em 101 luôn á. Mà reo xem 101 luôn đầm thiết kế mấy chị ha. Comment mà reo cho em luôn, mà reo có tay mà đi làm được 101. Chị nào mà thấy đầm này, cái đầm nơ này mình không thích á, cái nơ này mình không thích thì mình gỡ ra ha. Cái nơ này chỉ có đính lên thôi, cho nên chị nào không thích mình có thể gỡ nơ ra được nha. Đó, dài con gối rất là đẹp luôn, mà reo cho em luôn, tay lượng rất là dễ thương ha. Đó, chị nào ơn reo chút mà reo cho em luôn nè, mà reo comment mà reo giúp em luôn là hết đâu mấy chị ơi, không còn đâu ha. Chị nào đầm nhanh tay mình chụp ha. Đầm đang mặc em chỉ có một màu đen thôi mà hết rồi mấy chị nha. Comment reo liền tay để em lên xét luôn nha mấy chị. Rồi đầm này rất là dễ thương luôn. Thế Hoàng Thị Thu Hằng xin coi lại cái đầm nữa. Đây Hoàng Thị Thu Hằng này, xin coi lại cái đầm 2 giây này đúng không? Cái này nói 2 giây chứ thật ra là khi mình mặc vào trong tay á, nó sẽ rớt hai cái này ra như vậy ha mấy chị ha. Thì nó giống như là đang che cái tay của mấy chị đi chứ không phải là 2 giây nha. Đó, nó đang che cái bờ vai của mình đi. Đó, nó giống như là có tay mà là tay lưới nha, chứ không phải là 2 giây. Rồi chị nô mẫu này chốt nhanh cho em mà trắng luôn đi mấy chị ơi. Chốt mà trắng luôn ha, rất là đẹp. Đây, chốt mà trắng cho em luôn là hết nha mấy chị nha. Chị nào ôm chốt trắng cho em luôn, đây mà trắng này. Comment mà trắng giúp em nha, mà trắng giúp em, comment mà trắng. À, tôi bé xíu mà eo là 68 rồi hả? Màu bạc đang mặc có màu đỏ không? Không nha chị ơi. Rồi màu này luôn, màu em cuối cùng này. Rất là dễ thương nha. Ủa em này mặc cưng lắm. Em này mặc cực kỳ đẹp luôn. Có quần luôn nha mấy chị, có quần luôn. Mặc lót trầm chứ người ta. Rồi, mấy chị ơi, xe la nhiệt tình giúp em nha. Xe la nhiệt tình giúp em nha. Màu trắng. 22 màu da. 22 màu da đi chị. Đúng rồi, 22 màu da. Cho bé coi 22 màu da đi. 22 màu da còn một chiếc. Trắng cho Thanh Hòa kìa, trắng chị trắng cầm. Trắng cho Thanh Hòa. Của trắng chị cầm hả? Cái nào? Eo 74, 75, bà mắc vừa không? Không biết. Anh Thi lấy trắng. Trắng nào? Trắng chị cầm Thanh Hòa ơi, Thanh Hòa mặc sao vừa. Cái này là gì? Mà đó là màu trắng cho chị Mai Lê với chị Anh Thi là hết trắng nè. Anh Thi mặc vừa trắng ta. Rồi em này 74 là dung nha, có quần bên trong không mấy chị? Đeo đầm này có quần bên trong này, cái này siêu. Chị Anh Thi bao nhiêu nhờ? Cái này siêu 101 luôn ha. Chị Mai Trang lấy cái trắng em đang cầm kìa. Ủa, Mai Trang lấy trắng đang cầm ok. Mai Trang cái này nó hơi bụi một xíu nha Mai Trang nha. Em siêu 101 luôn ha. Cái trắng này nó bị hơi bụi một chút. Cái má trắng này. Chị Anh Thi bao nhiêu nhờ? Chị Mai Lê có trắng luôn nè chị. Chị Anh Thi bao nhiêu? Rồi Mai Trang này 1.1 nè. Mai Trang 1.1 hả? Thanh Hòa có cái nào em mặc vừa không, mặc đi đám cưới hả Thanh Hòa? Hình như có cái màu này chị nói Thanh Hòa, màu đỏ màu đen đó Thanh Hòa mặc được mà. Thanh Hòa mặc hả? Anh quăng lại cái đỏ cho em nha. Quăng cái đỏ cho em cho bà. Cái này bà Thanh Hòa mặc đẹp lắm nè. Màu đỏ màu đen. Nè Thanh Hòa ơi, cái này em mặc đẹp lắm nè, chị nói thật á. Cái này mà em không lấy lùi lắm. Có đồng tầng không anh chị? Đây rất là xinh ha, có tầng luôn. Còn đồng tầng không? Đây còn xả của con bé ấy đi. Xả của con bé nó không nghe, không mất máy này. Nó xinh hơn. Đây màu này nha. Hoa mặc vừa màu này nha. Ông comment cho nhị chị là 30. Em 73 là vừa đúng không? Vừa. Ok, vậy cho anh Thi là vừa nha. Chốt cho anh chị anh Thi cái má trắng nha.
Rồi, ơn cái này comment mà ba cho em nha, mà ba có màu đỏ và màu đen, eo 76 vừa nhắm chị. Mà ba eo 76 vừa luôn, mà 22 nu đây. Đây là 22 màu nu ha. 22 màu nu đây ha. Rất là dễ. Màu đỏ em còn chị ơi, Hoàng ơi, chị Hoàng có màu đỏ rồi nha. 22 nu. Comment 22 nu cho em. Đây là 22 nu ha. Đó, kim tuyến thì tuyệt vời luôn. Chốt 22 nu cho em luôn, mặc rất là dễ thương nha. Mặc cực kỳ baby luôn. Chị nào thích đầm tầng có tầng luôn nha mấy chị, có tầng luôn. Rồi 22 nu nè. Chốt 22 nu cho em luôn. Màu đỏ em lấy rồi mà chị. Màu đỏ có nhiều hả? Rồi một chiếc rồi là hết rồi. Màu đỏ còn một chiếc là hết rồi. Rồi cái tầng này nha mấy chị nha. Cái tầng này giá của nó là 145k nha. Đây, tầng này 145k mấy chị nha. 145k. Cực đẹp 22 luôn. 22 nu cho chế mai lên này. Cái chân XKC lên mã 3 là mã gì vậy em? Mã 3 là ba đỏ hay ba đen? Chế lên ba đỏ ba đen. Chế chân XKC lên ba đỏ hay ba đen? Chế ơi. Cái mã 3 là eo 78 ấy phải không? Đúng rồi. Eo 78, 75 hay 74 gì cũng vừa hết. 22 nu cho chế mai lên. Chế Thanh Hà lấy 22 nu để lại cho em số điện thoại kèm địa chỉ đi. Chế ơi, cách mới có số điện thoại địa chỉ em đi chốt được này. Rồi màu em đang cầm yêu 68 nha. 22 nu. Chế Vi Nguyên này, 22 nu nữa này. Chế nào để lại số điện thoại kèm địa chỉ trước em chốt cho chế đấy nhá. Mình chế ơi, khách mới là phải có số điện thoại kèm địa chỉ em mới chốt được nha. 22 nu có 2 chiếc. Rồi chị đâu em cầm comment mã cho em nè, mã tầng nhắm chị ơi. 145k em này nha. 145k. 1m6 khoảng 50 54 49 cân. 1m6 49 cân đổi về 1m50, 1m55 khoảng 68 đúng không? Eo 68. 1m55 khoảng 46 45 cân ha. Bà Trang hả? Ok, tầng cho bà Trang. Tầng cho bà Trang la la đi. Ok. Ủa, ba có comment lên không vậy? Có. Bà Trang la la có comment lên. Ok, chốt cho bà Trang la la được eo 68. Chốt cho Trang la la ha. Mấy chế nào lấy cái 22 nu để lại trong số điện thoại kèm địa chỉ em chốt nha. Mấy chị nha. Chị Mai Lê có cho có 2 nu này, chị Thanh Hà này, chị Kim Lan Nguyên và chị Vi Nguyễn này. Ai có địa chỉ đầy đủ cái em chốt này. 22 nu cho Thanh Hà. Thanh Hà cho em địa chỉ đầy đủ nha. Còn chế Vi Nguyễn và chị Kim Lan Nguyên này. Dùm thiết kế mấy chị nha. Ok, chế Vi Nguyên cho em xin thêm địa chỉ luôn nha chị ơi. Dùm thiết kế nha mấy chế. Chị nào thích chị nào ghiền cái dùm thiết kế này, comment liền cho em mã của nó là mã dùm. Chốt mã dùm cho em, dùm bi nha. Đây dùm bi thiết kế cực kỳ đẹp. Quần 9 tấc nha, để em đo eo đi. Có túi đăng hoàng mấy chị ha. Màu này 101 một chiếc nha mấy chị. 101 một cái dùm mấy chị ha. Mà cực kỳ đẹp. Đẹp ngất ngây luôn á. Eo em này khoảng 76 độ về nha, có dây thắt eo. Chế nào mà tầm 45 cân là mình thắt eo vô ha. 45 cân đổ lên. Em trước mà. 45 cân đổ lên và 50 45 cân đổ lên và 52 cân đổ về ha, eo 74. Eo 74 75. Đây. Rất là dễ thương luôn, chị đơn dung. Chốt mà dung cho em đi. Chị đơn dung chốt mà dung thiết kế giùm em ha. Đây chốt mà dung giùm em. Eo 74 đổ về nha. Cực kỳ đẹp, 45 cân đổ lên và 52 cân đổ về. À, quên. Ủa, chị đâu lại coi. Nhớ cho to không mà này. Đúng rồi, eo 76, eo 76. Em có thấy kiểu cùng comment lên không? Eo 76 nha, eo 76 nha. Nên đâu có thấy đâu cùng comment lên. Em thấy không? Không, đúng thấy không? Comment mã tầng này. Không, không. Chị thấy kiểu phụng hỏi thôi. Rồi, thì chắc là bà cửa phụng bỏ ẩn, mất tiêu rồi. Rồi chị nấu mẫu này comment liền cho em mà của nó là mã dung đi mấy chị ơi, dung đẹp nha, dung đẹp lắm, dung thiết kế nha mấy chị. Hai lớp nha, dung thiết kế hai lớp cực kỳ xinh luôn. Chị nào để dung chút mã dung giùm em nha, mã dung cực kỳ đẹp ha. Comment dung liền tay giúp em nha, mã dung nha. Rồi em lên đồ ha, mấy chị lên xét nha. Ok, chị Vi Nguyên có địa chỉ rồi này, cảm ơn. Ok, Thanh Hà luôn nha, ok Vi Nguyên này. Hai chị có địa chỉ rồi này, cảm ơn hai chị nha. Để kiểm tra inbox của Thanh Hà coi. Anh ơi bật cấm thích giùm em nó cấm loa. Rồi em lên set nha mấy chị ơi, lên set nha. Em lên set nha. Lên set.
ơi, nhớ xe livestream giúp em nha chị nha. Xe livestream giúp em nha. Comment xe livestream giúp em nha. Xe bàn tay nha chị nha. Rồi em lên set luôn ha. Rồi em lên cái set đầu tiên nha chị. Đây là một cái đầm ha. Một cái đầm phối chung với lại chân váy quay ha. Màu này 1m6 54 cân, 1m55, 1m55 khoảng 48 cân đổ về ha. 1m55 48 nha mấy chị nha. 1m55 48 cân đổ về. Rồi chị ơn mẫu này comment liền cho em mã số 1 đi. 80k. Mã 1 80k giúp em. Mã số 1 80k này, mã số 1 này mấy chị ơi. Comment mã 1 nha, mã 1 80k. 1m6 khoảng 55 cân đổ về. Chị nào 1m5 thì khoảng 1m55 thì khoảng 48 cân nha. Comment mã 1 và 1 80k. Chốt 1 80k giúp em. Mã 1 80k nha chị nha. Chốt mã 1 80k giúp em nha. 1 80k. Mã 1 80k ha. Lên set nha mấy chị. Mấy chị ơi, có nghe rõ, có nghe rõ giọng em nói không mấy chị? Mấy chị có nghe rõ em nói không? Có nghe rõ không ạ? Rồi chốt mã 1 giúp em á. Mà màu siêu đẹp luôn, chỉ có 80k thôi. Wow, size lớn nha mấy chị nha. Mã số 1 cho Mai Lê này. Size này là size 2XL, chị nào mặc được size 2XL. Một cái quần tây size 2XL nha. Size 2XL mấy chị nha. Để size điện thoại ra giúp em. Để size điện thoại ra. Size ra một chút, kéo ra một chút. Để tẩy nha, kéo nhít. Kéo này ra hả? Ừ, kéo ra, kéo ra. Rồi, ok, ok, được. Size 2XL. Comment cho em mã của nó là mã số 3. Mã số 1. Mã số 1 80k cho Phụng Ngọc à. Phụng Ngọc số điện thoại đuôi 942 này. Phụng Ngọc cho anh xin thêm địa chỉ nha. Số 1 80k phải không em? Dạ đúng rồi. Mã 1 cho Phụng Ngọc. Phụng Ngọc cho em thêm địa chỉ Phụng Ngọc nha. Chốt mã 3 cho em. Mà ba nhóm chị nha, mà ba 1m6 khoảng 60 cân. 60 cân chắc cũng vừa á. Tại vì đây là size 2XL ha. 1m6 60 cân cũng ok luôn. Chị là 1m55 á thì chắc khoảng 52 cân, 53 cân gì đấy ha. Nhiều khi 54 cân cũng vừa luôn. Tại vì vòng eo này nó khá là to. Eo trên 80 luôn mấy chị nha. Eo trên 80 luôn. Đây, size này size 2XL ha. Rồi chị đồng ưng chốt liền cho em mà ba luôn. Mà ba 2XL. Mà số 3 này. Thế là lấy số 3, comment số 3 cho em này. 32XL nha, comment ngang tay với chị ha. 32XL dùm em. Đây mã 3 này, mã 3 này, comment mã 3. Thế nào lấy số 3, comment số 3 lên cho em này. Mã 3, 32XL dùm em. Mấy chị ơi, mấy chị nhiều khi bên máy chủ không mấy chị? Nhiều khi bên máy chủ chế thấy máy chế lên chút. Nhiều khi bên máy chủ là chế khác lên chút á. Đó, cho nên mấy chị thông cảm giúp em nha. Thế hay lên em một chốt hết. Ok Phụng Ngọc nha, mã số 3 cho Ngân Trần này. Ngân Trần không giấu này. Ngân Trần sẽ thay đuôi 8012 này. Ngân Trần cho Mai Lê. Ngân Trần cho Mai Lê. Phụng Ngọc. Ok. Ngân Trần cho anh xin thêm địa chỉ nha. Hai người đồng chắc có khó nghe phải không? Mà chốt thiếu. Em đang đọc từng người một. Và mẫu này nha. Yếm nha mấy chị. Yếm cực kỳ xinh luôn. Wow, cái này dễ thương quá à. Ôi chết, quên đọc giá hả? 85k đúng không? Rồi yếm nha mấy chị ơi, yếm 90k. Chị nói đi yếm chốt mà yếm giùm em nha. Mà yếm giùm em mấy chị ơi, để em đo eo nha mấy chị. Chị nói đi yếm chốt yếm nha. Em yếm này eo của nó là khoảng 76 độ về mấy chị ha. Có dây thắt luôn cho nên chị nào 40. Đây, có dây thắt eo vô luôn cho nên chị nào 42 cân cũng ok. Ok nha Ngân Trần, Ngân Trần chung mới hiền này. Yếm cho em, comment yếm, yếm 90k nha. Tầm 1m6 khoảng 52 cân. Comment yếm giúp em. Yếm. Yếm tầm size L đổ về. 1m6, 52, 54 cân nha. Size L đổ về nha. Comment là yếm cho em, mà một cân không hả? Mà một hả, mà một em hết rồi. Rồi chúc mà yếm giùm em nha. Mà yếm nha. Anh gọi. Anh gọi qua cho Hiền. À, đọc rồi hả? Ok. Mã 1 cho bà Mai Lê nha, mã 1 yếm 90k cho bà Mai Lê nè. Mã 1 90k cho bà Mai Lê nha. Rồi 1 90k cho bà Mai Lê.
Rồi mở một chai nữa đây, yếm chai nữa. Yếm 90 chai. Yếm đâu phải mở một thôi em. Yếm 90 chai chai đây. Nhớ là chốt comment mà yếm lên giùm em nha mấy chị nha. Chốt mà yếm nha. Chứ lỗi không có nhiều nè. Comment yếm bàn tay lên ha. Rồi đây là một cái quần bò có độ co giãn nhẹ nhẹ một xíu nhé. Size M. Tầm size M mấy chị ha, size M. Mà một em hết rồi. Một em hết rồi chị Ly Trần ơi. Mà yếm 90k nha. Rồi em này, quần này là em tầm 72 độ về size M mấy chị, 70 đi cho thoải mái ha. Đây là quần quần đáy vừa mấy chị ha. Em 72 độ về đi. 1m6 size M nha, 1m6 khoảng 49 cân. 1m6 khoảng 49 cân ha. Rồi cái set cá sấu này nhóm chị nào ôm size M này chốt cho em mà của nó là mã số 285k. Mã 2285k. Đây, mã 22 cho em, trời ơi 22 set này quá đẹp quá chất luôn. Trong váy thì trong váy jean, quần thì quần jean ha. Còn áo là áo cá sấu nhá. Rồi chị nào ôm 22 chốt mã 22 giúp em size M nhóm chị nha. 1m6 49 cân. 1m55 là khoảng 46 cân đổ về là ok ha. Rồi comment 22 cho em xuống 22 luôn này. Chốt mã 22. 2285k. Mã 2285k nha. Có chị nào game giúp em dòng game đi. Chị nào game giúp em dòng game ha. Set set 85k nha. Cái set nào mà giá cao hơn thì em sẽ báo mấy chị ha. Set giá cao hơn sẽ báo nha. Comment liền cho em nè. Comment liền giúp em. Dạ. Để đứa sau rồi. Rồi một em không giúp quần nè mấy chị. Cái đẹp. Rồi em áo không giúp quần nha. Rất là xinh luôn. Áo Hoàng Châu với chị ha. Đây là set Hoàng Châu rất là đẹp. Chị nào ôm màu này, anh với tay cắm cho em cái mic đi. Thật á. Rồi màu này nha. Chị nào ôm màu này comment liền cho em mà của nó là mã số 10. Chúc mã 10 cho em. Mã 10 là một em áo không giúp quần. Và một em quần nha chị. Một em quần co giãn ha. Comment mã 10 cho em 85k nha. Một set 85k. Ok, cảm ơn chị chủ phụ nha. Rồi tầm size 22 đúng không? 22 85k cho chân cái XC này. XKC cho chân XKC nha. 22 chân XKC. Rồi mẫu này, chị nào mẫu này comment liền cho em. 1m6 54 cân, 55 cân đổ về ok luôn. Tầm size XL nha. Đây, đây tầm size XL của chị nào á? Chị nào mà tầm to to một xíu ha. 60 cân cũng vừa luôn nha, 5m6 nha. Comment liền cho em mã này. Đây, chốt mã số 10 cho em ha. Mã số 10, comment số 10 cho em luôn. Áo form giúp quần và quần đùi ha. Áo giúp quần và quần đùi. Comment số 10 giúp em, mã số 10. Mã số 10 với chị nha, mã số 10. Comment mã số 10. Cái 85k cho chị nha. Cái 85k, comment mã 10 giúp em. Mã 10 ha. Comment mã 10 liền tay mấy chị ơi, mã 10 siêu đẹp luôn. Chị nào lấy 10 chúc 10 liền tay giúp em ha. Mã 10 phải dùng một từ là siêu đẹp chứ không phải đẹp bình thường đâu. Mã 10 cho Mai lên à. Mã 10 đây. Rất là dễ thương luôn. Rồi đến cái set này. Nói chung hôm nay lên set nào cũng đẹp hết á. Set nào cũng lung linh. Ê mấy chị chọn nhanh nha. Rất là đẹp luôn, số lượng ít. Mỗi set số lượng ít thôi, không có nhiều ha. Đấy, cái vải này bỏ trong bịch nó hơi nhăn một xíu, mấy chị về giặt ủi là ra rất là đẹp ha. Nó phối chung với lại trong váy cái này rất là xinh luôn. Đây phối chung với trong váy caro cực kỳ đẹp ha mấy chị, cực kỳ dễ thương luôn. Đây là trong váy caro nha, đẹp giả men luôn nè mấy chị. Đó, rất là xinh ha. Một trong váy caro có quần ha. Đây, rất là cưng luôn. À đây trong váy caro thôi. Đó, rất là đẹp như vậy nha. Xét với 6 khoảng 1m6 khoảng 47 cân đổ về, 1m55 khoảng 44-43 cân ha. Rồi size S luôn. Rồi comment mã cho em là mã caro nha chị nha. Caro 80k. Chị đã lấy caro 80k chúc mã caro giúp em. Caro là size S nha. Cái số 8 đổ về comment mã caro giúp em. Đây caro size S nha. Comment mã caro nha. Caro size S cho số 8 đổ về nè. Mã caro, comment caro giúp em nha. Caro, caro cho số 8 đổ về ha. Mà caro giúp em nha. Mình đang cho em sợi dây. Cái kiểu như vậy.
Ui, xe nào cũng đẹp em chị ơi, xe nào cũng đẹp bất ngờ ấy. Xếp gì đâu mà nó đẹp cả mang luôn á. Nè, đó, mấy chị những cái áo toàn là áo không giúp quần thôi, áo đang màu đen ha. Áo không giúp quần thôi, mấy chị mà chốt áo giống như đây, 1m6, 60 cân một vừa hết nha mấy chị nha. Chị nào, anh nào mà nam á, chị nào mà có chồng hay người yêu á, về có thể tặng áo cho ông xà cũng được nha. Rất là xinh luôn. Đây, một set chỉ có 85k thôi ha. Chỉ có 85k thôi. Áo rộng, áo không rộng giúp quần nha. Rồi, em quần trắng không chị, quần trắng lông chui như thế này nha. Phối chung áo cái áo không rộng là phối chung với quần đùi ngắn nha mấy chị nha. Để mình mặc á, đây mình mặc rồi mấy cái quần đùi này bên trong thì rất là xịn luôn luôn ha. Áo sẽ phủ ra và che quần thì rất là cưng. Rồi chị ơi, mẫu này comment liền cho em mã của nó là mã số 11 nha. Đây là đằng sau lưng này. Mã 11, comment mã 11 kèm xin hỏi cho em 80k. Mã 11 80k, comment mã 11 giúp em, mã 11 80k. Comment mã 11 nha, 11 80k giúp em. Caro, caro. Mã 11 80k. Caro. Cảm ơn chị Mỹ Tiên nha, caro cho nhiều phẩm. Mã 11 kèm xin hỏi giúp em. Mấy chị ơi, chia sẻ like chim nhiệt tình giúp em nha. Xe like chim bằng tay, mấy chị ha, xe like chim bằng tay. Đó, xe like chim bằng tay giúp em luôn. Chị giá một nha. Mã 11, 80k. Caro cho nhiều phẩm đi. Mì nhiều phẩm vào nha. Cái gì? Caro trong nhiều lúc nào rồi em ghi em gì? Hả? Em làm gì vậy? Caro. Rồi. Ok. Rồi một cái chân váy da rất là xinh luôn, có quần luôn. Chân váy da có quần luôn, chân váy da đôi cá có quần luôn ha, rất là đẹp không biết chị nha. Cực kỳ dễ thương luôn. Đây, cực kỳ đẹp như thế này, da chân chị rất là xinh ha. Đó, đẹp chưa, size S nha. Size S. Chị nào ơi, cái set này comment cho em mà còn nó mà S đi. Chốt mà S giùm em ha, trời áo màu đen quá à. Bố chị mặc được size S luôn ha. Thế thì em 68 đổ về nha mấy chị nha. Thì tầm eo 65 mình mặc nha mấy chị, 65, 64 mình mặc ha. Tại vì đúng 68 mặc 68 luôn á thì sẽ rất là khó chịu nha. Nó hơi ôm á. Rồi set đi 85k. Chị nào lấy chốt cho em mà của nó mà set đi. Chốt mà set số 8. Chốt mà set. Mà set S chứ quên, mà set S cho em. Eo tầm 65 đổ về mang ok rồi. Eo nhỏ quá thì mang, eo to quá, eo vừa 68 luôn sẽ mang khó chịu nha. Rồi chị nào mà eo tầm 65 Trang la la này. Rồi set S cho bà Trang này. Set S cho bà Trang một set này. Set S cho bà Trang một set ha. Rồi ai lấy set S thì comment set S giúp em nha. Comment set S giúp em ha. Set S cho Trang. Set S cho Mai Lê này. Set S cho Mai Lê. Set S cho Mai Lê luôn nha. Rồi set này luôn, set này cũng set S luôn. Bà Trang hôm nay bà lựa vô nhà tôi, bà lựa đồ là bà hút bao đồ mặc luôn ha. Đó. Rồi màu này bán áo riêng luôn nha mấy chị ơi. Tại vì áo to mà chân váy bé quá em bán riêng luôn. Đây, áo em đang cầm mấy chị ơi, chị nào lấy cô tông hoặc châu rất là đẹp. Nam mang được, nữ mặc được luôn nha. Chị nào ơi, chốt cho em mà áo 50 nè. Chốt cho em áo 50 nha, áo 50. Comment áo 50 giúp em, quá đẹp cho một cuộc tình. Hai nam nữ mang được hết không giúp quần, quá xinh luôn màu trắng. Áo 50 giúp em. Minto. Ai vậy? Minto là ai vậy? Pinto váy thì em còn dùng lúc cứ thảo Pinto ơi, chị là ai vậy chị? Chị Minh Tâm Trần Thị. Chị Minh Tâm Trần Thị con. Rồi chốt mà áo cho em, áo 50 nha. Chị nào lấy áo 50, chốt áo 50 giúp em. Áo 50 cho Kiều Thủy thì đúng rồi, Kiều Thủy đó, cái này mặc bao đẹp luôn. 50k, chị giá của chị em giá 50k. 50k cho Kiều Thủy nè. Cũng như Kiều Thủy luôn ha. Số đôi bao nhiêu? Kiều Thủy 062. 062 nè, Kiều Thủy 062 50k nè. Đó, chốt áo cho em luôn. Áo siêu đẹp nha, áo siêu đẹp. Rồi mẫu này. Đây, chân váy đang còn đẹp quốc hồn. Mấy chị nhưng mà size nó hơi nhỏ nha. Size S, chân váy size S. Đó, form hơi bé một xíu nhưng mà đẹp quốc hồn luôn. Thật sự chân váy nó đã gì đâu á, mặc nó đẹp ngất ngây luôn. Chỉ nào size S có hút chân váy để mà mặc. Đó, đẹp ngất ngây gà tay luôn nha. Chân váy size S, eo khoảng 65 độ V. Eo 65 đổ về, 1m6 khoảng 46 cân, 1m55 khoảng 43 cân đổ về nha. Đó, eo có 65 thôi. Chị nào lấy chân váy S chốt màu xanh cho em. Màu xanh đằng sau có chìa khóa thôi ha. Chốt màu xanh chân váy. Chân váy, mấy chị ơi, chân váy
Trong váy 35k màu xanh nhé. Chốt xanh 35k giúp em size S. 35k size S màu xanh. Chốt màu xanh cho em luôn. Trong váy màu xanh nha. Chốt màu xanh giúp em. Trong váy màu xanh size S hết. Xanh cho bà Trang La La. Xanh cho bà Trang La La. Xanh cho chị Mai Lê. Và xanh cho bà Trần Anh Thư. Anh ghi Trang La La đi. Em ghi Trần Anh Thư. Với anh ghi Mai Lê. Thì em ghi Trần Anh Thư. Trần Anh Thư 35k size S này. Ủa bà Trần Anh Thư này cái cụ mới hả? Cụ hả? Ok, okay này chị Minh Tâm Trần Thị một áo 50 này. Cho chị Minh Tâm Trần Thị một áo nhé. Rồi cho mấy 50k luôn. Mày vô mày vô. Hôm nay bán banh nóc chị ơi. Bán banh nóc luôn. Đó sẵn sàng tách luôn nha. Cái nào mà nó vô lý quá. Ví dụ như áo thì to mà trong ấy thì bé là em tách ra hết nha. Mấy chị yên tâm đi. Bán hết tất tần tật luôn. Rồi đẹp chưa. Có xỉu luôn cái áo này. 50k còn xanh. Cháu nhiều đẹp. Tại sao không ăn được. Hỏi chị Minh Tâm Trần Thị phải lấy cái áo không? Còn em mã 50. Minh Tâm ơi, Minh Tâm Trần Thị 50k là áo nha. Còn xanh là 35k. Xanh là 35k mà xanh em hết rồi. Xanh em chốt hết rồi. Giờ chỉ còn áo 50. Hỏi chị có phải lấy áo không? Lấy áo thì ok dùm em nha. Đây, ở đây, ở đây. Đây là áo 50. Trời ơi, em nói chế là một cái áo này chỉ có tiếc. Tiếc hùi hùi luôn thật sự. Mặc nó đẹp. Nam mang được, nữ mang được mới sốc chứ. Một cái áo đa năng, form dấu cùng nha mấy chị nhé. Mặc đẹp ngất ngây luôn. Rồi chưa. Rồi nói chung chỉ nó mờ một cái này thì có tiếc thôi. Mặc nó đã. Nói chung nó sướng, nó tận hướng thôi. Đây, áo 50 nè. Rồi em này cũng 50k luôn. Áo kiểu nha, 50k áo kiểu. Chị nào ơn áo này comment cho em mà của nó mã số 12, 50k. Mã 12, 5k. Mới vô, chỉ có 50k được. Cái áo kiểu quá đẹp, mặc đi chơi test trừ nó đã. Mặc đi chơi test nó đã ơi là nó đã luôn. Em có được 50k. Có 10 comment. Thế Đinh Phương hả? Đinh What? Phương lấy mã số 10. Không biết gì ở comment không? Mã số 10. Mã 10 lấy cái nào? Mã 10 lấy này hả? Đinh Phương ơi, mã 10 không Đinh Phương? Đây này áo áo này áo. Áo mặc mấy đi. Quên mất tiêu bây giờ này. Áo mặc mấy đây? Đinh Phương lấy mã số 10. Đưa cho cái số 10 lên phải cái đó. Số 10 lên phải không nàng ơi. Rồi cái áo này mày mặc mấy? Làm quên mất tiêu mã rồi kìa. Đây mà 10 đi phòng Đinh Phương ơi. Phải ok giùm em nha. Phải mà 10 đi hồng nam nữ mang được hết nè. Đó phải ok giùm em cái nha. Phải ok giùm em cái nha. Đây phải ok giùm em. Nhiều khi nó không comment em không có thấy được mấy chị đó mấy chị ơi. Nhiều khi nó bị ẩn comment á. Muốn thấy lắm mà không có thấy được á. Đó cho nên mấy chị comment nhiệt tình. Có chị nào nhắc giùm em cái áo kiểu này 50k mặc số mấy không? Có chị nào nhắc giùm em cái áo kiểu 50k mặc số mấy vậy? Quên mất tiêu. Rồi, không ơi mình cứ comment cho em mà của nó là mã số 9 đi. Chị nào ông chốt mã 9 cho em nha, mã 9. Rồi em cuồng này nhắm chị cuồng rách ha. Đây, em cuồng rách như thế này nha. Đó, rất là dễ mua luôn. Rồi 40k đây ha, size gì để size L á. Mấy 6-54 cân size L nha. Mấy 6-54 cân size L cuồng rách gỗ nha mấy chị nha. Rách rùa rùa rất là dễ thương luôn. Đây, mấy mẫu này mấy chị có thể cắt ngang mày làm cuồng đùi cũng được ha. Mấy chị có thể cắt làm cuồng đùi ok luôn nha. Mấy 6-54 cân size L. Đó 40k. Comment mặc quần cho em. Có 10 còn không? Chốt mặc quần cho em mặc 10 còn. Sao? Chốt mặc quần. Đây mặc 10 đây. Rồi mặc quần cho em luôn. Cho kê đông du có lấy mã 10 rồi. Rồi mày chốt cho 85k này. Mã số 10 cho Đinh Phương. Đinh Phương 4-5-4-6-5-7 này. Mã số 10 cho Đinh Phương 4-6-5-7 này. 10 cho Đinh Phương. Cho kê lấy 10 không? Chốt 10 cho kê luôn. Quần jean 40k. Đinh Phương có lấy không? Lấy ok giùm em nha. Ok giùm em chốt luôn ha. Xe lai mạnh tay mấy chế ơi. Xe lai mạnh tay ha. Bảo bùng mưa gió dập dờn. Cho nên hôm nay bị tụt view rồi. Kể luôn ha. Không quan tâm luôn. Đây quan tâm là hôm nay có mấy chế thắt ruột của em vô là ok rồi. Rồi, chị đang ưng cái màu vàng, em đang cầm tay dài nha, form to mấy 6-60 cân cũng vừa luôn. Đây, form to, form tay dài ha, form này hơi rộng hơn em một xíu, form này giống quần được luôn. Em này 45k, chị đang ưng chốt màu vàng giúp em nha, màu vàng. Đinh Phương ok ăn kìa. Ok. Cho Ken lấy luôn kìa. Ok này. Rồi, comment vàng giúp em màu vàng. Màu vàng giúp em 45k, mấy 6-60 cân đổ về, và 45 cân đổ lên. Chị nào lấy vàng, chút mà vàng giúp em nè.
à, vàng ha, 45k. Áo cô tông nha mấy chị nha, cô tông hàng Quảng Châu đàng hoàng nha. Chốt vàng cho em, cô tông hàng Quảng Châu đàng hoàng nha. Ưng vàng, chút mà vàng, chút vàng, chút vàng. Rồi, cô chị tắt nút thế này thì sao mà gỡ ra. Đúng nha, tắt nút thế này thì lấy gì mà gỡ ra. Cứ kéo cho em rồi. Ừ thế. Xe lo nhiệt tình với chị ơi, hàng hót hàng hót. Mua cái này về tha hồ mà mặc Tết nha, nó bị đẹp luôn á. Rồi đây một em dạng áo dạ nha mấy chị nha. Đây dạng áo dạ ha, em mặc đầy đủ luôn, rất là dễ thương luôn. Đây dạng dạ nha, áo dạ ha mấy chị. Cuối chung với lại một cái chân váy dạ luôn, chân váy dạ bố ha, rất là dễ thương này. Đó, cưng ơi là cưng ha. Rồi mẫu này nguyên một set CS nha mấy chị, nguyên một set dạ CS, rất là dễ thương. Có đai luôn, có đai luôn ha. Rồi có beo luôn, chị nào lấy comment cho em mà dạ đi, chốt mà dạ cho em set dạ nha, chốt mà dạ. Eo em này khoảng 68 mấy chị ơi, eo 68 đủ về, comment mà dạ cho em. Đây nguyên một set dạ CS luôn, rất là đẹp ha. Rồi chị nào ưng dạ chốt mà dạ cho em ha, cái áo dạ này mình có thể làm khóa được ha, rất là dễ thương luôn. Rồi mà dạ cho em nha, mà dạ với một set chỉ có 85k thôi. Lúc mà dạ giùm em 85k được thằng kèm đeo luôn, thằng kèm đeo luôn ha. Còn em mà dạ giùm em rất là dễ thương ha, thì cực kỳ ngất ngây vô cùng luôn. Set dạ đúng không? Ừ đúng rồi. Set dạ 85k này, thằng kèm đeo này. Dạ bố, cái dạ bố cho hàng trần nè. Dạ bố cho hàng trần ha. Rồi một set giả búa size M mấy chị, size M nha, để đôi eo này size M nha, size M eo của nó khoảng 70-72 đổ về ha. Đây là size M eo 70, 1m6 khoảng 50 cân, 1m6 khoảng 50 cân, màu xám nha. Thì đâu ông xám comment mà cho em mà xám luôn, giả xám nha, giả xám comment mà xám cho em size M đó, chốt cho em mà size M luôn này, mà xám nha, comment mà xám size M. Đây chốt mà xám cho em nha, mà xám dạ. Rồi mà xám, mà xám. Comment xám cho em, đứng im luôn rồi. Sao em lại chưa không lót một miếng nào vậy ta? Thế mạng vẫn vào vẫn yếu hay sao á? Mạng có yếu không mấy chế, mạng có yếu không? Mấy chế mạng có yếu, có coi được mấy chị ơi, có coi được rõ không mấy chị? Coi được rõ, nếu mà yếu quá thì chắc có phải offline để cho Mai Lê quá. Còn mấy chị ơi có coi rõ không mấy chị? Xám xám cho bà Mai Lê này, xám cho bà Mai Lê ha. Ôi đấy gì đâu mà nó yếu xìu. Rồi xám cho bà Mai Lê này, xám cho bà Mai Lê luôn ha. Rồi mấy chị cầm lên nhanh tay, mấy chị ơi chị nào đang coi chấm lên cho em đi, chấm lên cho em nha, chấm lên cho em. Được em hả? Ok, chị nào đang coi chấm lên cho em, xám cho bà Thảo Lý luôn. Rồi mà ok, cảm ơn chị Mai Trang này, xám cho bà Thảo Lý một bộ luôn ha, size M cho bà Thảo Lý nhé. Thảo Lý cho anh xin thêm địa chỉ nha em ơi, Thảo Lý 8708 này. Thảo Lý cho em xin thêm địa chỉ nha. Rồi set ren ha mấy chị, cái ren quá đẹp luôn, sự áo ren kiểu quá đẹp. Một cái áo này bán không giá của nó là 75.000 rồi mấy chị ha. Đây cái áo kiểu này em bán không giá 75.000 lại mắc rẻ đó nha. Đó rất là dễ thương như thế này nha, áo kiểu mấy chị có thể mặc vui trong váy đi làm đi chơi rất là xinh. Đó, còn nguyên một set này giá chỉ có 85.000 thôi, giống như mấy chị mua áo mà được tặng chợ, được tặng quần á ha. Giống như mua áo rồi tặng quần vậy á. Đây cái quần này size S. Rồi bán riêng đi ha. Rồi chị nào lấy áo 60, comment áo 60 giúp em. Áo 60k nha. Comment mà áo 60 cho em nè. Rồi áo 60k comment mà 60 giúp em. Áo kiểu của ren cực kỳ đẹp, 60k, 1m6 55 cân đủ về ok luôn. Ok, Thảo Lý có địa chỉ này, set ren hả? Comment bằng 60 cho em, thôi bán đi đi. Cái quần nó nhỏ, quần sẽ ít. Áo 55 cân đủ về nhưng mà quần bé quá. Rồi, comment mà áo 60 cho em, quần bé quá mấy chị ơi, thì bán quần riêng ha. 60, áo 60, 60k. Áo 60, áo 60, cho chị ăn kim to. Áo 60 cho anh kim to. Áo 60 cho bà Mai Lê. Hết áo.
áo sơ mi trang kim to với mai lê ha. Rồi quần này mấy chị nào lấy quần lấy kia nôm, quần lấy kia nôm này size S. Mấy chị nào vùng lạnh này đó chị mặc trung phố với áo len, áo len áo len áo len phông dài á. Chị Văn Trần lấy quần size S kìa. Quần size S cho chị Văn Trần. Quần size S em bán 35k thôi ha. Cho Văn Trần quần legging nha mấy chị nha, dài luôn nhưng mà size nhỏ size S á. Có hai túi đằng sau và hai cái túi đằng trước mà bán chỉ có 35k thôi ha. Đây 35k cho mấy chị luôn. Chế nào lấy quần xé nè, đó, chế nào có con gái, chế nào có con nhỏ nhỏ á, mặc được xé thì chốt xé cho bé mặc nha. Quần hơi bé, bán 35k thôi. Chị 35k mới cùng lấy kim ha. Cực kỳ dễ thương luôn, 35k, chị 35k thôi. Đó, comment 35k giúp em. Comment mặc quần cho em 35k, quần S, 35k ha. 35k, chỉ có 35k mặc quần xé nha. 35k đây, 35k luôn, 35k hả? Đúng rồi, chỉ có 35k thôi. Tôi đọc cái rồi mà xem cái đồng gì vậy. Dạ. Có mấy cái? 2 35k cho chị Văn Trần năm 21 này, 35k cho quản trị viên này. Cho quản trị viên ha. Rồi, em áo nha mấy chị ơi. Một em áo màu hồng nhỏ nhắn xinh xắn, 60kg đổ về ok ha. Đây, còn 45 cân đổ lên và 60 cân đổ về. Chị nào ưng hồng chốt mã hồng giùm em. Rồi mã hồng là 45k. Chị nào lấy áo hồng của team 45k comment mã hồng giúp em. Áo siêu đẹp nha mấy chị, áo đẹp lắm. Rất là dễ thương ha, 45k comment mã hồng. Mã hồng 45k giúp em. Áo đẹp quá. Mặc cho bị cưng luôn á. Comment mã hồng cho em 45k. Chốt hồng 45k giúp em ha. Mã hồng 45k. Má hồng 45k mấy chị ơi. Để xét cá sấu luôn. Hồng 45k cho Cao Thu Thảo này. Cho chị Cao Thu Thảo. Rồi cái chân váy, cái quần jean size M mấy chị có đồ co giãn nhẹ nha. Quần jean size M có đồ co giãn nhẹ. Rất là dễ thương luôn, được phối chung với một em áo cá sấu nha mấy chị nha. Size M thì tầm 1m6-50 cân, 1m55-45 cân nha. 45 cân, 44 cân gì đấy thôi, mét 55 mấy chị nha. Chị nào mét 53-54 đừng ăn gian nha. Đây, một em áo rất là dễ thương như vậy. Một em áo màu cam không mấy chị? Một em áo có số màu cam, tay dài và phông rộng. Đây, tay bô dài và phông rộng ha. Phông dài á mấy chị, phông này phông rộng và phông dài, phông giúp quần á. Đây, rất là dễ thương ha. Rồi chị nào lấy xích cam này comment cho em mặt cam đi. Mặt cam size M nhé. Cam size M, mà cam size M áo cá sấu và quần jean ha. 85k chú mặc cam giùm em. Mặc cam. Chú mặc cam nha chị ơi. Có mặc xanh rồi nha. Mặc cam và mặc xanh. Ồ cái xanh này phong nhỏ. Cái cam nó phong to. Cam nó size gì anh? Polo nó size gì ạ? Cái polo nó size gì ạ? Áo á, áo á. Không có size à? XL. XL. Áo mặc cam size XL. Áo này size S. Áo này size S 1m6 khoảng không ôm thì khoảng 50 cân, 48 cân gì đấy đủ về ha. Đó đây là màu xanh nha, một xích xanh say. Còn chân váy của nó, quần của nó size M nha. Chị nào ưng thích cam phong to thì comment cam. Chị nào thích phong nhỏ thì comment phong xanh chị. Tay xanh đây. Áo cá sấu hiệu polo ha. Áo cá sấu hiệu polo và chung với quần của nó là quần jean nha. Rồi chốt xanh và cam giùm em, xanh và cam nha, xanh và cam. Rất là dễ thương, tay dài luôn nha mấy chị, bao ấm mát luôn. Bao ấm và bao đi nắng ha. Rồi xanh và cam giúp em, 85k một set thôi, rẻ ơi là rẻ ha. Bán lẻ quần jean đùi không bao hoàn hẳn. Áo bán đi đi em. Ok, chị nào lấy áo cam, comment cam. Chị nào lấy quần, comment quần giúp em nha. Chị nào lấy áo, comment áo. Chị nào lấy quần, comment quần. Chị nào lấy set xanh thì comment là xanh. Bao giá? Dạ, áo 85 mà. Áo 50k. Quần 40k. Áo 50 quần 40. Chị nào lấy áo comment áo cho em. Lấy quần comment quần giúp em nha. Lấy áo comment áo, lấy quần comment quần giúp em. Áo. Áo comment áo, quần comment quần nha. Áo 50 quần quần 40. Áo 50 quần 40. Rồi cái xanh. Anh vừa thấy cái size rồi đấy. Áo 50 quần 40 có gì size đó. Em đọc mã khác. Em đọc giá khác. Áo 50 quần 40 không có size, không có khác. Em đọc áo 45 quần 5 quần 40 hay áo 40 quần 45 gì đấy.
áo 50 quần đúng không mấy chế? Đúng không chị? Quần lên cao không thảo quần vừa. Cam cho chị Cao Thu Thảo. Cam cho Cao Thu Thảo đúng không chị Cao Thu Thảo áo 50 đúng không? Em đọc áo 50 đúng không? Áo 45 quần 40. Quần lưng cao không quần vừa chị ơi, lưng này lưng vừa chứ không có cao. Lưng vừa vừa thôi chứ không có cao ha. Rồi tiếp nè, thêm một set rồi nè. Một set ha. Áo cam 50k hiện tại em. Rồi tiếp nha mấy chị. Ok. Cái vừa tay cuốn này. Rồi chị nào lấy cái xích sọc này. Xích sọc này lưng của nó là tầm 20. Khoảng chừng 25, 27 phân gì đó ha mấy chị. Tức là ngang rún nha. Ngang rún thì tầm size L đổ về ha. Tầm size L đổ về quần jean ha mấy chị. Và áo sọc, áo thun cô tông sọc của team nha. Cực kỳ đẹp. Rồi chị nào ưng ưng cái set này comment mà sọc giúp em. Mà sọc đẹp quá. Mà sọc bao đẹp luôn 85k. Mà sọc bao đẹp nguyên một set mà chỉ có 85k ha. Mấy chị mua không có mua đâu mà. Mua được set jean mà giá rẻ giống như hàng Quảng Châu ha. Đó co giãn luôn mấy chị ơi. Trong váy có đủ co giãn luôn. Đó rất là dễ thương. Size L chúng ta gọi là size L đổ về nha. Rồi như em là tầm size M mang ok luôn. Em là 1m54 mà 46 cân. Mặc size này ok luôn. Chị nào ưng chú liền mà sọc giúp em xuống sọc nha. Comment sọc này. Muốn sọc luôn, mà sọc quá luôn là đẹp. Sọc, sọc cho hàng trần này có không sọc không? Sọc cho hàng trần, có sọc nhưng mà sọc khác. Sọc cho chế hàng trần này. Sọc cho hàng trần nha. Chết caro, chết caro, mới chết nào caro rồi. Cái nhìn này với tình caro, cái này là sọc hay caro? À, sọc hả? Sọc cho hàng trần 878. Rồi sọc đen, cùng cổ tim luôn, nhưng mà sọc của nó là sọc đen mấy chị ha. 85k hả? Dạ 85k. Sọc đen và quần đen. Đây, sọc đen quần đen giúp em. Rồi chị nó ưng cái set này. Set quần, cái quần này là size XL. Tầm L đi ha. L đủ về á. Tại vì lưng này là lưng vừa chứ cũng không phải lưng cao. Cho nên nó chỉ là tầm L đủ về thôi. Tức là 1m6 khoảng 53 cân á. 53, 52 cân á ha. Rồi eo em này tầm 70, không tầm 78 thì eo tầm 72 đổ về á. Rồi chị đơn cái set này comment cho em mà của nó là mà sọc 2. Chốt sọc 2 giùm em này, set sọc 2 với chị cổ tim. Sọc 2 nha, cổ tim rất là đẹp. Chốt sọc 2 giúp em, eo tầm 1m6, 52 cân đổ về eo 74 nha. Chị nào có eo nghèo khoảng 74 á. Rồi comment sọc 2 giúp em nha, mà sọc 2. Ok, Thanh Hòa lên 550 chị tặng quà Thanh Hòa nha. Thanh Hòa chia sẻ đi lên 550 chị tặng quà nha. Bây giờ là 450 rồi. Lên 100 chia sẻ nữa ha. Lên 100 chia sẻ nữa nha mấy chị ơi. Để tặng quà cho năm mẫu ha. Đó, mấy chị chia sẻ lên 100 chia sẻ nữa giúp em nha. Nhớ chia sẻ cho cá nhân và hội nhóm giúp em nha mấy chị. Chia sẻ cho cá nhân và hội nhóm giúp em. Lên 100 chia sẻ nữa nha mấy chị nha. Đó, hôm nay là mưa gió xong rồi. Đó, buồn mặt có vấn đề. Người thì coi rõ, người thì bị đá. Đâm viên hôm nay khá là thấp ha. Thì đây mấy chị xe like nhiệt tình giúp em nha. Xe like nhiệt tình giúp em. Còn bên lên like không được thông báo ở đây này. Đó bởi vậy mấy chị nhớ là xe like nhiệt tình giúp em nha. Xe bằng tay nha. Nhưng chỉ chắc là hôm nay thôi. Ngày mai là về ổn định rồi. Thì đây không sao ha. Thì đây hôm nay mấy chị cứ xe like nhiệt tình giúp em đi ha. Em vừa không 1m55-50kg. Mấy 55-50kg không vừa đâu. Mấy 55-50kg mặc cái set thì được này. Mặc cái set này ok này. Set size L này. Đây, co giãn size L nha. Chị đâu set này comment cho em mà của nó là 40 nha mấy chị nha. Rồi mét 50, 1m6, 55 cân, 54 cân đổ về. 55, 54 cân đổ về ok luôn. Chị đâu cái set này comment cho em mà của nó là mã số 85k, mã số 50 đi. Chốt 50 giúp em luôn ha. Set L mà 50, comment mà 50 giúp em luôn. Đây, set L mà 50 này. Comment mà 50 giúp em luôn. Set L mà 50. Thế nên là mã 50 đúng không? Đúng rồi. Ủa điệt đây. Thế nên là mã 50 cho chế Hà Trần này. Cho chế Hà Trần. Hà, set chế Hà size. Trần. Còn một set size S. Chế Hà Trần 630 này. Còn một set nữa mà size S co giãn. Eo 68 đổ về. Tầm mét 6 50 cân nha. Tại vì nó co giãn thoải mái mấy chị ơi. Cho nên chị nào mà đó, cân nặng cao cao một chút mang cũng ok luôn. Quần kaki jean co giãn thoải mái, rất là co giãn ha. Mét 6 khoảng 49 cân, 50 cân gì đấy đổ về này. Mét 55 khoảng 45 cân nha.
CS mấy 55, 45, 46 cân. Rồi comment cho em mà của nó là mà số 52. Chút mà 52 cho em. CS mà 52, 56, 55 cân đổ về. Comment mà 52 cho em luôn. Đó số 52 nha. Quần coi vàng thoải mái lắm, chỉ 85k thôi. Comment mà 52 cho em. 52, mới tao 40 mà. Chị đâu cảm cho nào các bạn của em ha. Rồi mà 52, 85k. Chúc mà 52 cho em. Em đổi mạng như phim luôn á. Không nhớ đổi, mấy chị ơi. Chị nào bất kiến 52 cho hàng trần này. 52 chúc cho hàng trần. Ủa, cái hàng trần 2 xếp luôn hả? Đúng. Chứ Hà Trần. À, Hà Trần em. Khác, hàng trần khác. Rồi, xếp này không? Chị xếp diễm này rồi, xếp diễm còn. 8, 7, 8 này. Xếp diễm rồi này. Xếp diễm rồi này bán hết rồi, bây giờ còn. Bây giờ còn ở trong chồng này còn sót lại một hai xếp gì đó này mấy chị ơi, đẹp lắm. Em thấy chị Minh Tâm Trần Thị nha, thấy nè. Đẹp ngất ngây luôn á. Đây, trời ơi, xếp diễm đẹp chưa? Đó, hồi này bán. Đây, không có đủ chốt này mấy chị ơi. Đẹp cực kỳ. Size L nha. Xếp này size L mấy chị nha, xếp diễm size L nha. 42 cân đổ lên và 54, 53 cân đổ về size L. Có dây rút eo luôn mấy chị nha, xếp yếm. Một xếp yếm rất là đẹp luôn. Đấy, mặc dù đảm bảo ngất ngây ha. Cái này mình đi chơi lễ, chơi Tết được này rất là đẹp. Cái này đi chơi lễ Tết rất là đẹp ha. Rồi chị đã ôm yếm, xếp yếm rồi nha. Comment liền cho em mà của nó là mà yếm. Mà yếm giá của nó 90k mấy chị nha. Chị nói là yếm chốt, yếm cho em 90k. Comment mà yếm giúp em size L. Size L nha. Xếp yếm đẹp. Yếm cho hàng trần 878. Yếm xe L cho hàng trần. Yếm cho hàng trần ha. Tắt ra. Tí nào gỡ tắt ra. Yếm cho hàng trần. Đèn tắt ra luôn. Yếm cho chị Kiều Thúy hả? Yếm chị Kiều Thúy. Kiều Thúy. Chị Kiều Thúy. Chị Kiều Thúy đi đâu lần nào chị ta? Thôi. Hả? Chưa kịp tắt. Yếm cho Kiều Thúy. Kiều trời. Ơi, cái này người ta không chịu tắt nè Nhan ơi. Để đền, không sao đâu, để đền cho áo khách. Rồi, yếm cho chị Kiều Thúy và yếm cho chị gì? Hàng trần đúng không? 878 là hết yếm nha. Chưa kịp tắt. Tại phải đền hai cái áo không rồi. Mấy chị ơi, xe lai nhiệt tình nha mấy chị ơi. Chị bảo nghĩ cơ rặn lắm. Hả? Cái Kiều Thúy là đi đúng Kiều Thúy thiệt tai lắm. Em đem đi Kiều Thúy mà. Em kêu lại để em đi Kiều Thúy mà. Yếm xe L nha chị ơi, nó có chủ L ở trên đó nha. Em 74 á nha, chị vừa không? Hình như chị vừa mà. Rồi, rồi trong máy này đẹp quá. Trong máy hình thì xinh luôn, được phối. Có nút mà phối hai bên như vậy, mấy chị lấy riêng cho mấy Quảng Châu. Em mà lấy riêng cho mấy Quảng Châu bán cho mấy chị á. Là một em giá của nó đã là 75k một chiếc trong váy mấy chị ha. Cực kỳ đẹp như thế này nhé. Đó, bán riêng là một em là giá 75k rồi. Còn một set giá chỉ có 65k nha. Ôi nhầm, 85k, sorry. Một set chỉ có 85k thôi. Đây. Áo dạng yếm yếm như thế này mấy chị ha. Rất là dễ thương. Phong to luôn. Em áo này phong to luôn, phi size. Em này phi size phong to. Giấu quần được mà đóng thùng được luôn. Rồi chị nở ôm cái set yếm này. Cái set, cái này cái yếm, cái set chân váy này. Comment cho em liền tay nha. Chân váy giả cực kỳ dày và đẹp luôn. Thùng xòe thoải mái. Rồi yêu em này tầm 73. 73 đổ về, mấy chị hai em 73 đổ về 1m6 50 cân. Chị nó lấy chốt liền cho em mà của nó là mà số 4. Chốt mà 4 giúp em nha, mà 4. Mà 4, chốt mà 4 giúp em. Váy em mặc có không? Váy em mặc hết rồi mấy chị ơi. Mà 4 giùm em nha, váy em mặc em chốt rồi. Chị nó lấy 4, chốt mà 4 liền tay giúp em này mà 4. Mà 4, mà 4. Comment mà 4 giúp em nha. Mà 4 cho Mai Lê này. Cũng cho Mai Lê hả? Rồi. Em có cổ rất là xinh đẹp này ha mấy chị.
có cổ rất là xinh đẹp luôn, sọc nha mấy chị ơi, cực kỳ cưng ha, cưng dạ mang luôn á. Rồi chân váy đẹp chưa này, wow, chân váy rất là thể thao và đẹp nha, mẫu này mà mặc đi chơi thì còn gì bằng nhỉ, quá đẹp, quá xuất sắc. Hai dây này đang vô mấy chị ha, đang vào trong hai cái mắt như thế này nha, rất là xinh. Rồi để đo eo luôn, mẫu này thì size mày eo bao nhiêu đây, mẫu này size nó có size size S luôn, size S luôn, áo có cổ và chân váy size S thể thao, size S eo 68, size S eo 68 nha, chị nào lấy set này size S eo số 8 comment cho em mã của nó là mã số 30. Đơn chị Mai chốt chung, ok chị Kiều Thúy Mai em chốt chung đơn cho chị Kiều Thúy nha. Rồi chốt mã 30 giúp em nha mấy chị, chốt mã 30 giúp em, 30 size S. Chị nào lấy 30 chốt 30 giúp em, 30 thực sự rất là đẹp cho 68 đầu về là ok ha. Chị nào lấy 30 chốt 30 liền tay giúp em nha, 30 chốt 30 đẹp quá, chốt quá đẹp luôn ngáo. Ngáo cụ tôm của cụ quá đẹp luôn ha. 30 cho Mai Lê, 30 chốt cho Mai Lê nha. Chị nào lấy 30, à 30 có cái size L rồi nè, một cái size S với cái size L. Rồi 30 size S và 30 size L. Chị nào lấy 30 L, comment 30 L cho em luôn nha. 30 S và 30 L, 30 S cho Mai Lê, 30 L cho ai đây, 30 L cho ai đây? Chế Trần Ngọc lấy S hay L vậy chứ ơi? Trần Ngọc chắc phải lấy L rồi, Trần Ngọc. Chế Trần Ngọc, ồ anh ơi, bên ngoài ghi L bên trong là S. Điều thế. Điều thế. Bên ngoài ghi L nhưng bên trong là S nha, chắc là L. Đâu, chân váy coi. Chân váy eo 70 của 72. Thì L đúng rồi. 70, 72 á, 70 đi cho thoải mái ha, có đủ bây giờ nhẹ nhẹ, eo 70. Chân váy eo 70 đổ về tầm size M là chính xác hơn. Tầm size M ha, chân váy size M là chính xác hơn nha. Rồi, 1m6 nói chung là 1m6 50 cân, 1m55 là 45 cân. Comment cho em 30S cho, cái chân váy này CS hả? Là CS, CS 30S cho chị Trần Ngọc, 30L cho chim to kìa. Dành chim to, eo 70 dành chim to vừa không? Dạ hai mà. Cái 70 coi dạng lắm, cái 72 có nghĩa là chết sẽ mặc bị ôm bụng lắm. 72 là mặc ôm bụng lắm nha. Bao bao 85 hả? Dạ 85 đúng không? 85k. Đây. Đó. Hồi chế vừa không? Chế vừa chốt cho chế luôn. Chế vừa không chế? Chế ơi chế à, có vừa không? Chế à chế ơi. Rồi xếp chân váy quá đẹp, một set chân váy thủy thủ quá đẹp luôn, đây quá xinh ha, đó dễ thương chưa, quá dễ thương luôn, 1m6 50 cân nha mấy chị nha, 1m6 50 cân, chân váy co giãn, chân váy thun co giãn luôn, chân váy thủy thủ vậy thôi. Trần Ngọc lấy S, ok chị ăn chim to, chân váy eo 70 thôi, chế nào vừa thì chốt ha. Chị eo 72 à, eo 72 hả? Cho 72 thì em sợ mặc ôm quá. Cho 72 thì sợ mặc ôm quá chứ ơi. Rồi cái set này, à vậy chế lấy set quần đi. Ôi set quần đẹp lắm nè. Đây, sinh ra là của Trang Kim To. Trang Kim To có set này chưa? Đó, set này em có 2 set, một set chân váy, một set quần. Set chân váy nè, set chân váy thì eo 70 đổ về, 70, 72 đổ về 1m6 và 50 cân thôi. Đây, set chân váy ha. Rồi chế nào lấy set chân váy comment liền cho em mã 1. Mã 1 là set chân váy nha, chân váy thủy thủ rất là dễ thương, mã 1 nha. Áo là áo, đều là áo kiểu theo nghe cũ và đẹp vai ha. Rất là dễ cưng luôn, màu xanh đen. Đây là mã 1 chân váy này, mã 1 chân váy. Mã 2 là size L quần nha, mã 2 size L quần co giãn cực kỳ và dễ thương. Áo thì giống nhau ha, áo giống nhau. Chị nào lấy 1 và 2, chúc 1 và 2 giúp em. Chúc 1, 1 comment 1, 2 comment 2 giúp em nha. Mã 1, mã 2, 1. Một cái chị Hằng Trần. Em mới con cái chân váy ra đó. Vâng. Đó, xếp. Ừ, chân váy với cái áo xong. Rồi một cho Hằng Trần, mà hai chai đây. Xếp quần hai cho bà Choi Ken Úc Du. Nghe giống như sổ sổ nha. Cho Choi Ken Úc Du nha. Hai cho Choi Ken Úc Du. Hai này 85k này. Còn nhiều set đẹp lắm mấy chị ơi. Hôm nay lên hơi trễ á. Có gì chua ngày mai á, mà lên không kịp chua ngày mai mấy chị vô tiếp với em nha. Set đẹp lắm, set đẹp dữ thần luôn á. Ngày mai chua ngày mai còn có đồ bộ nữa kìa, còn có đồ thể thao á,
bộ thể thao, xong rồi có dây khóa mấy chị, bộ thể thao dây khóa đẹp cực kỳ luôn á. Rồi giờ em lên yếm size màu nha, chị nào thích yếm này, của em cũng phải giữ mấy yếm mặc tết đẹp ơi là đẹp luôn á. Đến tết cái rồi không có đồ mặc một thì khổ này, đẹp ơi là đẹp luôn. Rồi chị nào thích yếm ha, comment mà yếm cho em, đẹp ơi là đẹp nha. Rồi chốt ngoài yếm cho em nha, yếm 90k, yếm nuôi cá đồng hoàng nha mấy chị, yếm nuôi cá đồng hoàng xinh ơi là xinh này. Rồi chốt yếm cho em nha, size M mét 6 54 cân đủ về, comment mà yếm cho em. Yếm nè 90k nha, đẹp ơi là đẹp luôn. Yếm nuôi cá này nha, yếm cô cho em phân lòng hai bịch như vậy nha. Đây yếm nuôi cá cho em 90k. Yếm 90k đúng không? Dạ, yếm 90k. Yếm 90k cho chế hàng trần 878 đấy. Yếm 90k cho hàng trần. Rồi chế hàng trần đúng vui, sao hàng trần chốt. Chế hàng trần chốt quá trời luôn. Cái này tết tha hồ đồ mặc luôn ha. Còn yếm ha, yếm này yếm luôn nè. Hết đầm rồi chế ơi, hết đầm rồi. Ngọc Hà, Học Hà hỏi hết đầm rồi hả? Hết đầm rồi. Cái Phương Trinh sao tan nát con tim rồi. 560 lượt chia sẻ là tặng quà nha. Rồi cảm ơn anh Hòa ha. Thì chỉ tặng quà cho anh Hòa nha. Rồi yếm còn một set rồi mấy chị ơi. Yếm ơi, yếm 90k. Comment mà yếm cho em luôn. Còn một set thôi. Ồ, cái yếm này size lớn. Wow. Yếm này size XXL luôn. 60 cân đủ về. 65 cân đủ về luôn. Yếm này sẽ XXL 65 cân đổ về mấy chị ơi. Ôi sao lâu nay không tát bài dịp vô. Đó, 65 cân đổ về luôn nha. Rất là đẹp luôn. Chị nào lấy yếm 65 cân, chốt mà yếm 65 cho em nha. Chị nào mờ to to con á, 65 cân ha. Chốt mà yếm 65 cho bên. Yếm 65 ha. Trần Anh Thư là yếm nào vậy? Trần Anh Thư ơi, chỉ còn yếm 65 cân thôi. Áo cũng to mà yếm cũng to luôn. Đó, sau yếm 65, còn mình yếm 65 giúp em. Hết, nhét yếm nhỏ rồi. Còn yếm to thôi. Yếm 65. Mà yếm 65 là yếm 10 nhé. Chị nào lấy comment yếm 65 cho em nha chị ơi. Đây yếm 65 đi. 565 chữ. Là sao? Còn nào 565 chữ là sao? Yếm 65 nha. Không to ha. Mà yếm 65 Thúy Vy chưa? Đúng rồi, Thúy Vy chưa cho mặc được á. Biết là cái mới ấy. Thúy Vy chưa? Ủa? Con nghe tên quen quá nhở? Nha, chắc là lợi yếm nghe Trương thì... Thúy Vy chưa luôn. Thúy Vy chưa có để cho em xin thêm địa chỉ nha chứ ơi. 2325. Thúy Vy chưa cho em địa chỉ luôn nha. Chốt 65 cho Thúy Vy Chương nha, cho em địa chỉ cho nghe chứ nha. Rồi mẫu này bán riêng luôn mấy chị ơi. Mẫu này bán riêng luôn ha. Chân váy á, nó bảo là size L đấy. Nhưng mà thấy hơi nhỏ ha. Co giãn, có co giãn nhẹ nha. Chân váy đấy, ôi quần đẹp quá không. Quần siêu đẹp luôn. Nó bảo là size L mà thấy hơi nhỏ mấy chị ha, điểm đôi eo ha. Rồi quần size L, quần lưng cao luôn. Eo 72, em 72 đổ về, 1m6 50 cân. Chị nào vừa chốt mã quần đen cho em. Quần đen giá 45k. Áo sọc giá 45k. Ok chế này. Áo chất cô tông. Áo sọc 45k. Quần 45k. Chị nào mà thích mặc form rộng và mặc với quần eo 72 thì comment cho em luôn là một cặp. Một cặp giá 85k nha, một set là 85k. Chị Thúy Vy Chương ở quận Tân Bình là phường mấy vậy chế ơi? Quần quần cho chị Nguyễn Thị Diệu. Áo quần xong áo cho chị Dương Ngọc Thúy. Áo cho Dương Ngọc Thúy, quần cho chị Nguyễn Thị Diệu. Quần bao nhiêu nhỉ? Dạ quần 45 áo 45. Ok. Chị ạ, chị Thúy Vy Chương ở phường mấy chị ơi, cho em chị cái phường đi để cho shipper nó dễ chạy nha chị ơi. Cho em cái phường luôn nha chị đẹp ơi. Cho em cái phường luôn ha. Rồi em đi tên có chị nào lấy áo sọc đâu. Sọc cho Đinh Phương. Áo sọc cho Đinh Phương. Còn quần, còn một cái quần ha. Rồi em chỉ còn một cái quần thôi. Đó cho bà Đinh Phương nè. Phường 4 Tân Bình nha. Cảm ơn Thúy Vy Chương nha. Cảm ơn Thúy Vy Chương nè. Sọc cho Đinh Phương này, vậy là còn một cái quần size L mà eo 72 nhé.
quần sandal cho 72 còn một cái 45k, cái nào lấy quần này, còn đây quần cho em luôn, quần cho em luôn là hết nha, quần luôn là hết nè. Wow wow wow, ở bên nhiều đồ đẹp á, giờ mai ban sát thêm một buổi nữa ha, buổi mà mai lên thấy vi phạm nha, thấy vi phạm mà không thấy vi phạm comment, thấy vi phạm này. Wow wow, cây diễm đỏ quá đẹp. Em đọc tên này đây. Dạ. Đinh Phương phải không? Đinh Phương, Đinh Phương á. Cái Đinh Phương ở Gò Vấp không ta? Không phải. Không phải hả? Không biết. Quá. Cái Đinh Phương cái cục mà đúng không? Bao nhiêu tiền? Dạ. Bao nhiêu tiền? 45k, chồng em mong quen quá. Gần lấy. Lấy gì? Ở thức khuya có. Không gần lấy. Rồi màu này. Cái áo này ở dưới phía dưới của cái yếm này nó che rồi, nó hơi có cái dơ một xíu nha, mấy chị phải giặt giúp em nha. Bây giờ chút xíu mờ mờ thôi, ở phía dưới tà áo thôi ha. Mặt yếm không có bị ảnh hưởng gì hết nha mấy chị. Rồi này size L nha mấy chị nha, size L màu đỏ. Chị nào lấy đỏ này comment yếm đỏ cho em. Lấy mặt yếm đỏ comment yếm đỏ giúp em nha. Đuôi cá, yếm đuôi cá cực kỳ đẹp luôn. Yếm đuôi cá màu đỏ, size L. Cái nào lấy yếm đỏ comment mặt đỏ cho em. Size L nha, size L diễn đỏ đuôi cá size L, comment mã L cho em luôn, chốt mã L, mã L cho em nha, mã L cho em nha mấy chú nha, chốt mã L cho em. Thúy Phạm hả? Ủa sao Thúy Phạm lại không chốt áo sọc? Thúy Phạm ở đâu vậy? Luôn khoe một bộ chị. À, thấy bà comment lên luôn chứ đâu có thấy bà chốt hàng người ta. Chắc bị ẩn comment rồi. Vậy hả? Tại không thấy Lý Phạm, sao đây Lý Phạm nha. Dung Phan chỉ một bộ gì á chị yêu ơi. Dung Phan ơi chị bộ gì thì comment mạng giúp em nha. Chị em thấy chị ha, comment mạng giúp em nha. Rồi mấy chị ơi nhớ tương tác bàn tay với em nha. Mấy chị tương tác bàn tay để khỏi bị ẩn comment nha. Rồi cái trong cái sọc này chị nào ôm này size S nè, comment mạng sọc cho em 40k, mặc trong cái sọc 40k nha. Ở size S nha mấy chị, size S nha mấy chị nha, mấy 6 khoảng 46 con, mấy 55 hoặc 43 con đổ về size S nha. Rồi comment liền cho em mạng sọc luôn nè, trong váy caro ha, trong váy caro ha, nhưng mà cứ comment mạng sọc đi, tại lời đọc mạng sọc rồi. Rồi trong váy sọc cho em, trong váy sọc 40k, comment mạng trong váy sọc dùm em 40k nha. À, thấy mình không hay là Dương Ngọc Thúy? Em thấy chị Dương Ngọc Thúy. Em có chốt áo sọc cho Dương Ngọc Thúy rồi mà ta. Dương Ngọc Thúy ơi. Ừ, Dương Ngọc Thúy áo sọc. Em chốt áo sọc cho chị rồi. Ừ, quên tặng quà. Phải nhắc mới nhớ để tặng quà này ha. Mình có sọc rồi. Sọc nhớ nghe là sao? Sọc là cái chân váy sọc. Sọc chân váy như là chốt chân váy sọc. Chân váy sọc trai vậy? Thấy comment từ sọc không à? Sọc cho Trần Anh Thư nè. Cho máy sọc cho Trần Anh Thư. Bao tiền? Dạ size S 40k. Rồi cho máy sọc ra rồi nè, 40k size S. Còn này, sọc cho chị Thắm Nguyễn đôi 338. Cho máy sọc size S cho Thắm Nguyễn luôn. Còn cho máy sọc. Chị ở bên tâm cho chị comment sau rồi còn nó còn sao cho chị bên tâm cho chị một cái không em? Em kiếm thôi. Còn cho chị bên tâm cho chị một cái luôn ha. Ngoài kia sao nghe ngó bên không? Vâng. Biết. Ngó phải giống đó. Có hả? Có hết rồi. Rồi, cái này nha mấy chị. Còn nhiều xé lắm. Chị bên tâm Trần Thị ở đợi một xíu đi. Để em lên xé tiếp cho. Còn nhiều xé lắm. Xé mấy chị chốt cho bé nhà mình mặc ha. Baby nhà mình mặc rất là dễ thương rồi. Một cái chân váy, một cái chân váy da, một cái chân váy da rất là dễ thương luôn. Rồi chị nào ôm cái chân váy da size M này, size M ha mấy chị ha. Chân váy da size M phủ ve màu này, với màu xét luôn, cực kỳ cưng. Rồi chị nào lấy chân váy, comment chân váy cho em chân váy da size M này bán riêng đi ha. Chị nào lấy áo này, áo 45k, chân váy 50k, chân váy 50k và áo 40k, áo 45k chứ sorry mấy chị. Áo 45k chân váy 50k. Cái nào đấy chốt mà áo cô tông ha. Áo và chân váy giúp em. Áo 50, áo 45. Chốt mà chân váy và áo giùm em. Chân váy da nha mấy chị nha, chân váy da.
chị nào lấy chân váy, chúc chân váy lấy áo, chúc áo cho em. Đây, chân váy là size M nha, chân váy size M, áo cho chị Hương Trần nè. Áo 45k cho Hương Trần nè. Chân váy 50k, chân váy da 50k. Em mới xem cho xem chân váy đi chị. Đợi một xíu cho coi chân váy nha. Chân váy còn lên nhiều lắm. Rồi. Chân váy là 50k, muốn cho bà Mai Lê nè. Chân váy 50k cho bà Mai Lê nè. Chân váy 50k cho bà Mai Lê ha. Rồi. Chân váy da. Chân váy da đó. 50k. Hả? Rất cho bà Mai. Rất cho bà Mai Lê nè. Rồi màu này quần nữa mấy chị. Quần rất là dễ thương luôn. Chị áo bao nhiêu á? Dạ, chị yêu ơi, nếu có chân váy xếp ly màu đen dài qua gối thì chừa em với nhé. Ok, xin bông lê luôn. Áo bao nhiêu ạ? Dạ, áo 45k. Rồi cái quần nha mấy chị, một cái quần rất là dễ thương. Dễ thương cực kỳ luôn. Em 74 mấy chị ha. Quần em 74, quần với áo rất là dễ thương. Xếp này 85k. Chị đơn xếp này comment liền cho em mà của nó là mà 25. Chốt mà 25 giúp em này. Đó, quần áo không giấu quần nha, cực kỳ đẹp luôn. Đây, miếng 6-6 mấy cân cũng vừa luôn ha. Đó là áo thôi, còn nguyên một set. Nguyên một set này tầm miếng 6-52 cân đổ về em 74. Miếng 6-52 cân đổ về em 74. Chị đơn chốt liền cho em mà của nó. Nhìn 4-5. Rồi comment cho em mã này giống chị ơi, chốt mã 25 giúp em. Chốt mã 25 giúp em, mã 25. Quên hay quên người ta ghi lại. Mã 25 comment 25 giúp em này, 25 này ghi có 25 rồi luôn. Mã 25 giúp em nha. 25 cho Mỹ Hương này. 25 cho Mỹ Hương. 25. Rồi xếp tiếp nha. Chị nào lấy xếp này comment 26 cho em luôn, xếp phô màu giúp quần. Và quần co giãn mấy chị ha, quần kaki co giãn. Đây là đằng sau có hai cái túi đằng sau như thế này ha. Còn đây là của đằng trước nè. Rồi đằng trước có hai cái túi hai bên luôn. Rồi, em áo rất là cưng ha mấy chị. Em áo này XL, nam mang được, nữ mang được luôn. Nữ thì mặc cái form giúp quần. Còn nam mặc vô tư rất là đẹp ha. Rồi XL, thế nào vừa. Chốt liền cho em mã của nó là mã số 10. Chốt mã 10 cho em. Của XL luôn. Mã 10. Nói chung là tầm mấy 60 cân đổ về và 48 cân đổ lên. Comment mã 10 cho em. Đây mã 10 cực kỳ cưng ha. Chốt 10 giúp em. Quá đẹp cho một cuộc tình nha. Mã 10 quá đẹp cho một cuộc tình. Chốt mã 10 giúp em. Mã 10 đây. Chốt mã 10. Comment mã 10 nhanh tay nha mấy chị ơi. Mấy chị ơi, chốt mã 10 nhanh tay nha. 25 còn không em ơi? 25 là cái gì ạ? 25 đó hả? Quần xanh đó hả? Đến đó. Không gian bị cùng quá. Chắc hết rồi đó. Hết rồi mấy chị ơi, 25 hết rồi. Rồi tiếp nha, để tiết kiệm thời gian sẽ lên thần tốc luôn. Rồi một cái quần rất là xinh đẹp như thế này. Size của nó là size bao nhiêu đây? Dạ thưa, size của nó là size L mấy chị ha. Một cái quần tây size L, quá đẹp một cam nha. Quần ống nhỏ đàng hoàng mấy chị ơi, không phải quần ống rộng đâu ha. Rồi, em này phối với em áo màu hồng rất là xinh. Hồng rất là xinh luôn. Rồi chị nào lấy nguyên cái set này quá đẹp, 85k, chỉ 85k thôi. Chị nào lấy chốt liền cho em mà của nó là mã số 37. Mã 37 size L giúp em, mấy 654 cân đổ về. Mã 37 giúp em nha, xuống 37, 37 quần dài. Comment mã 37 giúp em. Mã vô, mã 37. 37 là 37. Rồi lên tiếp một xếp nữa, khóa xinh. Mã số 10 là cái gì? Dạ. Đúng rồi, 10 đó. Mã số 10 cho chị Diệp Sơn Ca này. 10 cái Diệp Sơn Ca. Mã số 37 hả? Mã sau là mã số xanh L luôn mấy chị. Mét 6-55 cân đổ về, xanh L. Chị nào lấy chốt cho em mà của nó mã 20 đi. Mã 20 giúp em. Cho mấy caro xanh L. Phổ biến em áo thun ha.
Rồi chị nào ưng chốt mã 30 giúp em nè, mã 30 ha. Áo đen phối với chân váy caro. Chị nào lấy chốt mã 30 giúp em. 30 luôn, 30 quá đẹp. 30 quá đẹp. Còn bên là 30. Một set chỉ có 85k đó chị ơi. Thật sự từ hồi mà sang được hàng Quảng Châu Giá Gốc rồi á, bán rẻ cứ vô cùng luôn ha. 11.15. 11.15 mà có người đang gọi là sao. Rồi comment liền tay giúp em nha. Mã số 30, 37. Rồi chân váy nè, chị Thúy Anh chân người ơi. Chân váy. Chân váy nha. Mã 30. Đấy đúng không? Dạ. 30 cho chị Thúy Vi Chuông này. 30 cho Thúy Vi Chuông. Yêu 72. Cái này chị các chị anh Kim To mặc vừa. Anh Kim To lấy xít này không? Anh Kim To ngủ chưa? Anh Kim To lấy xít này cầm bên hình trên mặt sọc nha. Chút mà sọc cho em nè. Đây, cái chân váy này chị Kim To bao vừa. Ồ, bao vừa luôn. Đây, chân váy hồi này chị Kim To thịt nè. Chị cái set thịt đi ha. Rồi, chốt mã liền cho em nè. Chân váy size L và em áo quốc cổ ha. Chị xin luôn. Rồi, chốt cho em mã sọc. Set mã sọc. Rồi, set hết sâu quá. Đợi xe xe. Trời ơi, từ cái gì để em lên xe xe liền luôn nè. Má 37 xe bao nhiêu? Rồi. 37 đây xe bao nhiêu? Xe L. 37 xe L nha Đinh Phương ơi. Cái này cũng xe L. Cầm bên mặt sọc cho em này, mặt sọc xe L luôn. Mà sọc xe L, cầm bên mặt sọc cho em, mặt sọc áo cũng cũ và chân váy quá đẹp. Mà sọc cho em nha, xe S cho mốt chị. Trời ơi, em tụi cái gì xe S nhiều lắm. Đổ chút lên S. Đúng đâu. Đây, trời ơi, trời ơi, trời. Má sọc hai lần nha. Sọc cho Mỹ Hương nha. Sọc trước cho Mỹ Hương. Anh ơi, bên đó mấy xe xe cho chị em à. Đây, xe xe tiếp bên này nha. Xe xe cho chị ơi. SM luôn, màu đen có 2 size SM nha. Màu đen có 2 size SM nha chị nha. Đây, 2 size S và M. 2 size S và M nha. Rồi chị nào ưng cái mẫu này. Đó, size dòng 68 độ về này, quá đẹp luôn. Đây, áo của nó nè. Đây, cái set này có 2 size S và M luôn, áo nó đẹp nhà mang luôn. Áo của nó là áo cô tông mấy chị ha. Áo cô tông mà cô tông dẹp quá. Cô dẹp vô cùng luôn. Đây, một set size S. Set này có 2 size S và M ha. Chị nào ưng cái set này comment cho em mặt của nó mà số 9. Mà số 9 kèm size giúp em nhé. S và M. Trời quá đẹp. Có chân váy ghiền chứ. Em nhìn cái chân váy con ghiền này rất là nặng luôn, chân váy rất là dày ha. Đó, dày mà đẹp vô cùng luôn. Rồi comment cho em liền nè. Bởi gì nha nhờ. SM hả? Bởi gì nha. Không mã cho mà, không mã cho mà. 85k, xe S và xe M, comment SM cho em cũng được. Hết à đâu. mà chính đúng rồi. Hết đâu. Hả? Hết đâu. Đó, không có con váy đâu. Hết. Xin xe S cho chị Thắm Nguyễn nè. M em 70 nè. Rồi, em 70. Tắm Nguyễn 338 size S này, 85k hả? Đúng. Rồi M này, M em 70, 1m6, khoảng 50 cân. Em M cho chân XKCX này. XKC chứ. XKC, chỉ M chứ XKC. Chân XKC, XKX. Đọc con hồi nó quéo, từ lưa chưa? XKX. Rồi, tiếp xếp này nhá. Nhân buồn không? Nhân ngồi nhân buồn không? Buồn lắm này đi em. Vui lắm. Quần không? Quần size M mấy chị ơi, một cái quần tây size M phối áo trắng quá đẹp, quá đẹp. Quần tây size M nha, cỡ em đổ về 1m6 khoảng 50 cân, 1m55 thì khoảng chừng 46 cân đổ về. Chị nào ưng chốt liền cho em mã của nó là mã số 15 đi. Mã 15 cho em nha, mã 15. Mã 15 size M mấy chị ơi, mã 15 size M giúp em. Mã 15 size M nha. Chút 15M. Đợi một chút cân mã 15 thì size gì luôn. 15M. 15M luôn. Hai size đều M mấy chị ơi, 15M cho em nha. 15M quần tây đàng hoàng mấy chị. Dày mà đẹp ha. Chút 15 cho em liền, đẹp giả mang luôn á. Chút là cái quần này mặc nó đã gì đâu á thật sự. Chút là cái quần này mặc nó đã lắm mấy chị ơi. Đã cái tầng quần luôn á, quần lưng cao đàng hoàng nha.
một set có 85k thôi, chứng tỏ cái quần tây này còn được có 50k mà cái quần tây ha. Quần tây mà có 50k rồi này. Trời ơi, đi đâu mà mua được cái giá quần tây 50k. Rồi chốt nhanh, chốt nhanh, chốt nhanh. Tách ra cho em này nha. À, 15, kèm size giúp em. 15M, 15M. 15M cho Đinh Phương, có không? 15M cho Đinh Phương. Còn một set đó, còn một set đó. 15M cho Đinh Phương rồi đúng không? 15M cho chị Mai Lê. Mà chín xem mờ nhân chút rồi mà. Có đâu. Còn một cái này đấy rồi. Chồng ít cà xê đó, đọc chồng ít cà xê đọc này. Biết rồi, còn cái nữa. Cái này sao chị đây đâu, không biết. Nó sai mờ. Một, hai, nữa không? Ủa cái đó đâu nè. Nữa không? Nữa không? Anh lấy cho. Này xe L. Cái áo xe L nó còn thành gì không biết. Vô lý. Cái xe là sai rồi. Cái này ngồi đây. Cái xe đó còn một cái được ở đây kia. Đo đi. Hai cái đó còn cái đó em lên đầu vai. Dạ, cái này size M. Cái xe thì mới lên đầu vai á. Cái size M của chị cho XKC. Ghi cho chị cho XKC kia. Còn cái xe S là cái đầu vai á. Xe thì qua đây. Rồi màu này nha mấy chị. Nói được một cái. Rồi size M cho 72 đổ về mấy chị nhá. Trong váy size M cho 72 đổ về trong váy quần. Trong váy quần nha mấy chị nhá. Trong váy quần mấy chị ha, cực kỳ đẹp luôn. Rất là xinh ha, phối với em áo cực kỳ đẹp luôn. Đây được phối với em áo cotton màu trắng nha. Rồi, cái này bán riêng đi mấy chị ơi, cái này bán cho mấy riêng nha. Tại áo nó bị dơ một xíu. Ở trên đây bán cho mấy riêng ha. Rồi trong váy size M. Chị nào ôm cái trong váy này comment liền cho em mà trong váy. Comment mà trong váy giúp em. Trong váy size M cho 72 đổ về. Có đủ co giãn luôn. Chị nào ôm comment mà cho em là mà 55, trong váy 55k nha mấy chị nha. Chốt trong váy 55k giúp em. Trong váy 55k. Comment trong váy giúp em ha. Trong váy 55k. Mà trong váy 55k giúp em ha. Rồi trong váy coi dạng có quần luôn nha mấy chị. 55k. 55k ha. Còn bên mà trong váy giúp em. Trong váy siêu đẹp có quần. Trong váy thì chị Thắm Nguyên nè. Trong váy cho Thắm Nguyên ha. Trong váy cho Thắm Nguyên. Trong váy cho Thắm Nguyên nè. Trong váy cho hát. Chị cho Ken nút chu. Đôi dùm tôi cách xem mà. Cho Ken nút chu. Đôi cho người đấy, chốt cho người khác. Tôi không biết á. Tôi hỏi. Ừ, cái này sẽ ép, cầm là biết sẽ ép rồi. Rồi. Số 8 à, sẽ ép. Cái này sẽ ép. Rồi, xem mờ cho Ken nút chu nhé. 55k của cho Ken nút chu. Rồi, chốt được cho hai người với chị ha. Trong váy cho hai người là Thắm Nguyên và cho Ken chung. Lên xếp cục màu mấy chị ơi. Xếp cục màu siêu đẹp. Lên xếp cục màu siêu đẹp nha. Đây cực kỳ cưng, cưng ơi là cưng ha. Xếp một màu siêu đẹp, cưng ơi là cưng. Rồi chị nào ưng cái xếp này comment cho em mà của nó mà số 4. Chúc mà 4 cho men. Đây, mà 4 đúng chị. Chúc mà 4 giúp em. Mà 4 xếp ha. Mà 4 xếp. Chị Thúy Anh Trần Thủy ơi xếp nè. Chị nào lấy mà 4, chúc mà 4 cho men nha. Mà 4 xếp cho men. Quá đẹp luôn, thật sự cái set này quá đẹp ha. Chúng mà 4 giúp em nha, nguyên một set luôn, set 85k. Chị nó lấy mà 4, chúng mà 4 giúp em nha, mà 4. Mà 4 quá đẹp ha.
bún nhanh tay mấy chị ơi. À bún mà bún mà bún, chứ nào bún bún chứ bà Mai Lê bún. Chị Phan Ninh Tử ơi, chị khách mới chưa có thông tin em cho chút hàng cho Phan Ninh Tử chưa khách. Phan Ninh Tử chưa có thông tin cho chút hàng được nha chị ơi. Chị cho em thông tin liền chị ha. Cho thông tin số điện thoại kèm với lại mà hàng. Địa chỉ thì cho em trong vòng 2 phút nha. Địa chỉ cho phòng trong vòng 2 phút là ok rồi. Rồi em xuống mà 4 lên mà 4 cho bà Mai lên một chiếc này. Rồi mà 4. Còn một chiếc mà 4 thôi mấy chị. Comment 4 nhanh tay lên luôn ha. Cũng cho Mai lên. Mà 4 quần em có 68 chị ơi. Em mà S thì em 68 thôi. Mà S thì em 68 nha. Rồi mẫu này em 72 nè. Em 72 đổ về ha mấy chị, set này nha, em 72 đổ về. Chị đơn set này comment mà 5 cho em luôn, chốt mà 5 dùm em nha. Em offline mấy chị ơi, chốt mà 5 cho em cần offline ha. Đây, chị đơn set này comment 1m652 cân đổ về, chốt mà 5 dùm em. Chốt mà 5. À, chưa tặng quà hả? Rồi, bà Hòa bà còn đó không? Để tặng quà cho mấy chị ấy, em quên mất. Này giờ mê bà có quên tặng quà luôn ha. Rồi mà 5, chốt mà 5 cho em để em lên quà tặng nè. Nãy giờ mê bà có quên tặng quà luôn. Rồi chúc mà 5 giùm em, mà 5. Chị đã không 5, còn mê 5 giúp em nha, mà 5. Mà 5 giúp em luôn. Mà 5. Mà 5. Phan, Thúy Phạm, Thúy Phạm, Thúy Phạm ơi, Thúy Phạm cho số điện thoại mà gì vậy? Mà 4 thì Phan Nguyên Tục hả? Phan Nguyên Tục ơi, cho em thì chuyển luôn nha. Phan Nguyên Tục cho em thì chuyển luôn nha, Phan Nguyên Tục nha. Rồi mà 5, mà 5, còn mê mà 5 giúp em. Mà 5 ha, 85k. 1m652 cân. Còn, thanh thật còn á, coi mà 4 có size lớn không? Không có, mà 4 có size lớn. Đầm em mặc hết rồi chị Mộng Tuyền ơi. Đầm em mặc hết rồi hả? 85k mà 5 nè. Rồi, còn đúng không? Còn rồi em lên mà tặng nha. Em lên quà tặng nè mấy chị ơi, em quà tặng nha. Chị Phan Kinh Tử cho em địa chỉ chứ Phan Kinh Tử ơi. Phan Kinh Tử cho em địa chỉ nhé. Chị chỉ trong vòng 2 phút nha. Chị cho vòng 2 phút Phan Nguyên Tử nha. Set S của chị đâu? Em lên set S đó Nguyên To. Trời ơi, chị Nguyên To không chịu lấy. Đây nè, em còn còn một set nè Nguyên To. Còn một set thôi. Đây. Nè, set S này. Set S nhiều lắm á. Mà nãy giờ em lên mà sao chứ không thấy chứ đã đồng gì. Đây, cái set này siêu đẹp. Em nói thật, cái set này đẹp dạ mang. Cái set này ít nhất phải bán 130 một set đó chứ. Set Hồng Kông mà đẹp lắm. Cái này thấy chưa? Đây. Đó, quần yêu của nó có 68 mà. Đấy hả? Hai túi hai bên đàng hoàng, sẽ thiết kế mà, đẹp lắm. Đây, một xế xế nha. Một xế xế, mày thấy không? Rồi, thêm một xế xế nữa nè. Xế xế ngày mai còn nhiều lắm. Nhưng mà tại vì em qua tour rồi này, chứ không vô, cái này qua tour quá trời xế luôn. Lúc đầu xế một nuôi. Rồi, tiếp nha, thêm một xế xế nữa. Xế xế này thì comment màu hồng cho em. Còn xế xế này thì comment màu sọc cho em. Màu sọc. Đây, xếp S này thì comment mã sọc nha. Áo cúc cổ nè. Đó, đẹp ngất ngây gật tay luôn. Áo cúc cổ, wow, cái sọc này hơi bị xinh nha. Cái sọc này có cả ngọc rồi nè. Còn cái sọc này là sọc khác, cái sọc này có ngọc. Tay nè, đó, cưng chưa. Cúc cổ cũng có ngọc luôn. Ôi, cái chân váy cực kỳ đẹp. Đây, luôn chưa. Đó, chân váy nặng mà đẹp vô cùng luôn ha. Thấy chưa, hai xếp S cực kỳ đẹp luôn. Để em tặng quà ha, mới nhanh ngóng. Để em tặng quà không biết cái ngóng này. Phan Nguyên Tử inbox địa chỉ. Inbox địa chỉ liền giúp anh em ơi. Nào ấy. Con chỉ mặc mà, dạ con chỉ mặc cái miếng mà xé nè. Xét hồng có size lớn, không có size lớn. Nguyên To xé. Em Nguyên To ơi, sọc hay là hồng? Cái Phan Nguyên Tử sao? Mà sọc. Kinh Nguyễn thấy sọc. Mà đói đâu, cái đồ Phan Nguyên Tử đâu? Đồ Phan Nguyên Tử đâu? Ấy, anh có ghi tên đấy. Sandy. Sandy hả? S cho chị Uyên Tô cái gì kìa? Uyên Tô lấy sọc xanh. S kìa, S xanh kìa. Xanh cho Uyên Tô. Thì chị gì nhỉ? Chị Trinh ơi, chị Trinh lấy á. Lấy S hồng không? S hồng đẹp. Chị nào lấy được hồng đẹp lắm á. Chị Dương Thùy lấy hồng mà lấy cái gì vậy? Sọc em S rồi. Sọc cho Uyên Tô rồi, tại chị Uyên Tô hỏi trước đi, em thương tuyên cho chị Uyên Tô ha. Uyên Tô là Thúy Anh Trần Thị đúng không? Minh Tâm Trần Thị. Ủa, Minh Tâm Trần Thị hả? Trần Thị, Minh Tâm Trần Thị.
Minh Tâm Trần Thị ha. Chị Trinh Nguyệt ơi, có lấy Hồng không? Hồng đẹp lắm thật. Hồng là em rất cao cấp luôn á. Hồng mặc cao cấp cực kỳ. Em thích quá à. Đúng rồi, bà cho em bà thích vô cùng luôn. Nhưng mà bà có mặc vừa, sọc size M. Trời ơi trời. Đã nói không có M phải S thôi. Không còn size M nha, còn size M nói làm gì, nhưng còn size S thôi. Để em tặng quà, cái này mấy chế ngóng quá rồi. Ngóng quà quá rồi, để tặng quà nha. Tặng quà không mấy chế hả? Rồi, quà nha mấy chế ơi. Tặng mấy món luôn, rồi còn gì tặng hết luôn. Đây, à, cái này là một set chung. Đây, tặng một set chung trước, tặng một set chung sọc trước nha. Đó, cưng ơi là cưng luôn. Cái nào lấy dung sọc comment mà tặng sọc cho em. Comment mà tặng sọc giúp em nha. Mà tặng sọc kèm xin thoại giúp em nha. Đó, quần này có hai túi hai bên luôn. Một cái set rồi ha mấy chế. Một cái set rồi này có quần túi hai bên luôn. Rất là dễ thương. Quần dài ống nhỏ. Rồi comment mà tặng sọc cho em. Mà tặng sọc kèm xin thoại nha. Tặng sọc kèm xin thoại giúp em mấy chị ơi. Tặng sọc kèm xin thoại đầy đủ giúp em nha. Tặng sọc kèm xin thoại đầy đủ giúp em. Như một set luôn, rất là dễ mặc. Lông bo thun cho nên rất là dễ mặc ha. Đằng sau. Rồi bà Hoa cũng mặc vừa luôn nè. Này đi lông bo thun á. Đằng sau. Tặng cho người comment lên thứ thứ 5 nha. Dự đơn ok chị yêu. Đằng sau, comment thứ 5. Tặng cho người comment lên thứ 5. Đằng sau. Chơi kem 1. Thanh Hòa 2, chị Mai Trang 3, Thủy 4, chị Trần Anh Thư là người thứ 5 nha. Tại vì đọc Thanh Hòa rồi nên không đọc lại lần nữa. Rồi chị Mai Trang cũng vậy, đọc rồi nên không đọc lại lần nữa. Cho nên chị Trần Anh Thư là người được tặng ha. Trần Anh Thư là người comment thứ 5, không bị đọc. Trần Anh Thư tặng này. Tặng cho Trần Anh Thư nha. Hòa yên tâm đi, Hòa không được quà. Nhưng mà Hòa sẽ được quà tặng cho chế nào chia sẻ nhiều nhất nha. Hòa sẽ được phần quà chia sẻ nhiều nhất. Rồi, tặng cho Anh ơi. Em ghi từ tặng chưa? Không ghi lại tính tiền chế. Em ghi từ tặng chưa? Tặng cho. Rồi hả? Không ghi lại tính tiền chế thì ngày mai chứ được chế. Rồi em lên cái áo này không mấy chị? Cưng chưa? Cưng chưa? Rất là dễ thương. Chị nào không cái áo này, chị nào không cái áo này comment cho em mà của nó. À, cái áo này nó bị hơi lên màu đỏ ra rồi mấy chị ơi. Áo này bị hơi lên màu đỏ ra một xíu ha, mặc ok luôn. Áo mặc rất là đẹp luôn, có thấy gì hết. Mà em tặng luôn ha. Tặng nha, chứ chơi game không? Chơi game tặng hai áo luôn nha. Mà chơi game đóng số thì lâu lắm rồi đúng không? Lâu lắc, lâu lơ, lâu ơi là lâu rồi mình chưa chơi đóng số đúng không? Hôm nay chơi đóng số tặng hai áo như thế này luôn ha. Áo này mặc lập bên vai đẹp cực kỳ, rất là dễ thương luôn. Chơi game đóng số tặng hai áo luôn nha mấy chị ơi, tặng hai chiếc áo màu đỏ xinh xắn luôn. Đây cực kỳ dễ thương á. Rồi bây giờ mình chơi đóng số nha mấy chị nhé, chơi đóng số nha. Rồi bây giờ em sẽ viết về hai con số thật là xinh đẹp. Rồi mấy chị sẽ đoán hai con số đó giúp em nha. Tặng hai phần quà luôn ha. Đây em giới hạn mấy chị ơi, giới hạn cho mấy chị 30 số nha. Từ con số 0, con số 20 đi. Tới con số 60. Là 40 số đi ha. 40 số. Từ số 20 đến 60 nha mấy chị ơi. 20 đến 60 dùm em. Bây giờ bắt đầu đoán nha mấy chị. Em sẽ ghi ra con số bất kỳ ha. Em sẽ giữ ở trong tay. Tí nữa em sẽ dơ cái con số lên và công bố kết quả nha. Con số đã được ghi xong. 2, 3, đoán nha. Con số đã được ghi xong nha. Chơi game đi. Em ngóng quá. 37 chưa đúng. 50 chưa đúng. Con số rất là dễ đoán luôn. Một con số rất là dễ đoán nha mấy chị nhé. Một con số cực kỳ dễ đoán luôn ha. 25 chưa đúng. 38 chưa đúng. 27 chưa đúng. Cố lên. Chơi game cho nó. Hôm nay em 11 rồi rồi. Chơi game khoảng 5 phút xong. Rồi sau đó chúng ta tặng quà, sau đó chúng ta đi ngủ nha. Ngày mai, trưa ngày mai gặp lại ha mấy chị ha. 29 chưa đúng, 23 chưa đúng.
35 chị đúng, 33 chị đúng, 34 chị đúng, 36 chị đúng. Chị ơi 20 tới 60 nha. Chỉ có 20 tới 60 thôi. Rất là dễ đúng luôn. Chị đúng cực kỳ luôn. 20 tới 60 nha. 25, 43, 48 chị đúng luôn. 35, 45. Và bật ít. Em xin gợi ý là con số này cũng hơi lớn một tí. Cũng hơi lớn một tí nha. Mấy chị ơi nhớ comment số kèm cái từ ABCDZ thì cho nó khỏi comment ha. ABCDZ giúp em nha. Cho khỏi comment ha mấy chị ha. 29 cho đúng. 29 cho đúng. 45 cho đúng. 30 cho đúng. 20 tới 60 mấy chị ha. Gợi ý là con số này không to, cũng to to một tí đi. To to ha. Con số này to to một chút. 59 cho đúng. 55 cho đúng. Nhớ kèm cái từ ABCDZ lên cho khỏi comment ha. 25 cho đúng. Em nói thật chứ, chơi game mà nhiều khi mới chế comment hết số rồi, nhưng mà nó chỉ mới hiện khoảng 24 số thôi lên thôi, khoảng 20 số lên thôi. Bởi vậy mới chế thấy mình mà comment hết số rồi còn chưa đúng á, thì đừng có bỏ cuộc, tiếp tục comment lên cho em nha. Thế nào cũng đúng mà. 28 chưa đúng. Cố lên, chai giật, chai giật mấy chế, yêu chai giật. Chơi game xong mình đi ngủ nhờ. Cố lên, cố lên, cố lên. Em thấy mấy chế comment rất là thông minh luôn. Đó, thấy comment rất là thông minh ha. Gần đúng rồi nè. Rồi em xin gợi ý con số này cũng khá là to to một tí ha. To một tí nè. Rồi, có chế comment vui quá. Ngộ quá ta. Comment toàn là xích xích đúng rồi. Rồi, cố lên mấy chế ơi. Cố lên, cố lên, cố lên. Chưa vai đúng hết. Chưa vai đúng luôn. Em đang kéo lại để dò này mấy chế. Đang kéo lại dò cho nó đúng này. Mà cũng chưa thấy đúng hết. 39 cho đúng nha. 39 cho đúng. 52 cho đúng. Sao không thấy ai comment con số 20 mấy ha. Nhiều khi em đánh lừa mấy chế á. Biết đâu nó là con số 20 mấy thì sao. Đúng không? 52 chị đúng. 53 chị đúng, 40 chị đúng. Chơi dục, chơi dục. Thì mấy chế mình chơi con số, chơi đoán số là của em kinh thật ý. Thì con số em hơi bị ghê đó, không dễ gì đúng đâu nha. Như này thấy chưa, không có đúng luôn á. Em bắt đầu bà Hoàng Hảo, bà comment hết số rồi đó. 35, 36 nè, 37 nè, 40 nè, 42 nè, 41 nè, 44 nè. Trời ơi, bà comment hết số luôn á. Bà comment hết số luôn mà chưa đúng luôn nè, thấy không? Không phải dễ đúng đâu nha. Còn tay le hạt me ở đó nữa. Cố lên Hòa ơi, thấy Hòa comment sao nó đổi ít số như vậy? Hòa bị ẩn rồi hả? Hòa bị ẩn rồi hả? Mố mốt cho cây nè, cố lên. Gợi ý là gần đúng nha. Gần đúng rồi. Bà cho Ken, bà chơi game, bà trúng game một lần cho tôi coi. Bà chơi game mà trúng game một lần cho tôi coi. Bữa giờ nó chơi game cho trúng nha. Chơi nhập bộ trúng lần cho tôi coi. Năm sau chơi đúng, năm hai chơi đúng. Nghe được tiền giả bộ trúng một lần. Năm mốt chơi đúng. Năm tám chơi đúng. Năm chín chơi đúng luôn, 27 chơi đúng. Năm hai chơi đúng. Trời ơi, bà chơi đúng luôn không anh à, số này kèm 3 số đuôi. Hôm nay không cần kèm 3 số đuôi, chỉ cần kèm 3 số đuôi luôn. 59 chứ đúng. Trời ơi, lắp chậm quá, lắp chậm quá. 59 nó lên từ đời nào rồi, bây giờ nó mới nổi. Chưa đúng mấy chị ơi. Còn 30, không 30. Chế tên hỏi comment luôn, con 30. 32 chứ đúng, chắc phải gợi ý rồi. Phải gợi ý rồi. 44 chứ đúng. Cố lên chế dịp Sơn Ca ơi. Cố lên chế dịp Sơn Ca ơi. Cố lên Thảo Lý ơi. Mấy chị thấy con 49. Trời ơi 54. Trời 54. Không đúng 54 không đúng. Gợi ý là 54 gần đúng. 37 chưa đúng, 53 chưa đúng. 55 chưa đúng. Anh thấy chưa, máy ngủ của em lên. Trời 54 từ đời nào mà bây giờ máy chính mới nổi lên này, thấy không? Đoán hai số cuối tờ tiền hả chị? Ở đi kia đoán hai số chị ghi từ con số 20 đến 60 nha. Từ 20 đến 60, 49, 50, 39, 51.
Còn 30, còn 30 chưa đúng đâu. Chắc em phải gợi ý rồi. Gợi ý rồi, chắc chắc chuẩn bị gợi ý á. Thảo Lý cố lên Thảo Lý ơi. 52, 51 chưa đúng. Chắc phải gợi ý rồi. Còn 28 cộng 32 cộng chưa đúng. 44 chưa đúng. 49 chưa đúng. Hoàng Hảo ơi cố lên. Cố lên Hoàng Hảo ơi. Để coi mấy chủ nó có nổi lên không. Hoàng Hảo này giờ mới nổi có 49, có 45, 46, 44. Cố lên Hoàng Hảo ơi. Hoàng Hảo gần tới đích chiến thắng nha Hoàng Hảo. Hoàng Hảo gần đến đích chiến thắng rồi. Hoàng Hảo cố lên nha. Chứng tỏ mấy chủ em bọn comment hơi bị nhiều quá nha. Hỏi sao chốt hàng mới vừa mới chế, hỏi cứ sao, hỏi ủa sao không thấy em hả? 45, 46, 44, 40, 41, 42, 45. Chế Hảo nhỏ rồi, chế Hảo bị nhỏ rồi, cá luôn á. Chế Hảo bị nhỏ rồi. Chế Hảo bị nhỏ rồi nha chế Hảo. Có gì chế khác chúng thì chế Hảo đừng có buồn nha. Thật luôn chế Hảo nhỏ rồi đó. Bị nhỏ rồi, 42, 41 mà không. Bộ tâm chưa? 45, 30, 47, 49. Phải comment hơi bị nhiệt tình luôn á. Tặng cho hai người nha. Tặng cho hai người comment đúng nha. Em tặng cho hai người comment đúng luôn nha mấy chị ơi. Comment lên đi cho em phải gợi ý rồi. Em gợi ý nha. Con số này là con số hàng. Hàng 4 nha mấy chị. Hàng 4 nha. Em gợi ý nó là hàng 4 nha. Còn chế nào mà comment thì nó lên trên cái máy chủ của em được là người đất tài nha. Hàng 4, hàng 4 là người đó nhanh tay ha. Rồi, đây rồi. Hai người liền nhau luôn. Đây, ghi lại. Đây, nãy giờ em nghĩ chắc là phải comment con này hơn nhiều lắm. Con số 43, hai người nha. Chị Hoàng Hảo em ghim lên là một nè. Người thứ hai là Thanh Hòa ha. Ghim mà Thanh Hòa luôn. Đây, con 43, hai người comment gần nhau, sát nhau, chỉ thua nhau có vài giây thôi ha. Là con số 43, là Thanh Hòa và Hoàng Hảo mới chế ha. Đó, chế nào nãy giờ có comment con số 43 rồi á thì mong rằng tha thứ cho cái phần cho cái máy chủ của em tại vì nó không nổi lên thật sự. Em nghĩ là bà Hoàng Hảo nãy giờ comment 43 nhiều lắm rồi á nhưng mà cũng không có nổi lên ha. Rồi, em xin chúc mừng hai người là Thanh Hòa và Hoàng Hảo nha. Được nhận hai cái áo rất là xinh xắn và dễ thương. Bây giờ em xin chúc mọi người ngủ ngon. Yêu mấy cái nhiều và trưa mai chúng ta gặp lại nha. Bye bye.